ảo cảnh thất tội đây là động đến vết thương chỗ sâu nhất trong lòng hắn sao quân tiêu dao rất ít khi có dao động cảm xúc đối mặt với bất kỳ chuyện gì đều rất lạnh nhạt nhưng riêng chỉ có khương thánh y hiến tim là mấy lần ít ỏi khiến cho tâm trạng hắn không cách nào bình tĩnh nữ tử này vì hắn hy sinh rất rất nhiều chàng hãy là bàn thạch thiếp hãy là hương bồ hương bồ dẻo dai như tơ bàn thạch không gì lay chuyển nổi giọng nói yếu ớt của khương thánh y vang lên mang theo quyến luyến mang theo không nỡ nàng mong muốn sinh tử tương cách với quân tiêu giao ư. Đương nhiên không mong muốn, nàng muốn vĩnh sinh vĩnh thế với quân tiêu giao, nhưng nếu như vĩnh sinh vĩnh thế này là dùng đau khổ quân tiêu giao hy sinh người thân để đổi lấy. Vậy Khương Thánh Y tình nguyện hy sinh chính mình, phù, quân tiêu giao hít thở sâu một hơi, hắn biết đây chỉ là ảo cảnh thất tội mà thôi, nhưng tâm trạng vẫn khó tránh khỏi nổi lên một tia dao động. Vẫn có hơi coi thường rồi, quân tiêu giao bật cười, chỉ là nụ cười này rất phức tạp, bao gồm rất rất nhiều đến bây giờ hắn đều không quên mục đích thực sự bản thân tới giới hải là gì nhưng lại muốn nhìn thấy bóng dáng đó xuất hiện trước mặt hắn mỉm cười gọi tên hắn mà lúc này trong vũ trụ bên trong của quân tiêu dao hạt giống thất tội đánh dấu bất chợt rung động một ít động tính của hạt giống thất tội không có trốn qua cảm giác của quân tiêu dao hắn trực tiếp tế ra hạt giống thất tội trong vũ trụ bên trong hạt giống bảy màu trôi nổi trong hư không cuối cùng bắt đầu hấp thu năng lượng thất tội trong xương mù thần hồn xung quanh. Đồng thời, ảo cảnh trước mắt quân tiêu giao vậy mà cũng bắt đầu như sóng nước hột rửa. Quân tiêu giao thấy thế, lại thình lình nắm chặt hạt giống thất tội. Hắn muốn nhìn Khương Thánh Y nhiều thêm vài lần, cho dù chỉ là ảo cảnh, chương 2703, tự chém nguyên thần, là kẻ tàn nhẫn. Qua một thời gian ngắn sau, quân tiêu giao mới khẽ thở dài, chờ, ta sẽ để ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, ngày đó, tuyệt đối không xa. Quân Tiêu Dao buông lỏng hạt giống thất tội, mặc cho nó hấp thu lực lượng xung quanh. Rất nhanh, ảo cảnh Khương Thánh Y tan đi, Quân Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm, hắn không phải loại người đa sầu đa cảm, rất nhanh bèn khôi phục lại. Cho dù không có hạt giống thất tội, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không vì một màn ảo cảnh này mà hoàn toàn trầm luân. Nhiều nhất cũng chỉ sẽ thương cảm, nhưng có hạt giống thất tội, quả là tiện hơn rất nhiều. Có hạt giống thất tội, ảo cảnh thất tội đối với những người khác có thể gọi là hung hiểm tuyệt cảnh đối với ta, lại chẳng khác gì hậu hoa viên, vốn dĩ, lấy nguyên thần tam thế của quân tiêu giao, ảo cảnh thất tội này đối với hắn không có tính khiêu chiến gì. Bây giờ, lại thêm hạt giống thất tội, hắn càng có thể coi ảo cảnh thất tội như không có gì. Như vậy, cũng có hơi không thú vị, quân tiêu giao khẽ lắc đầu, nhưng hắn bất chợt giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lé lên. Nếu hạt giống thất tội này có thể hấp thu lực lượng thất tội, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến lực lượng thất tội. Nói không chừng, cũng có thể ảnh hưởng đến ảo cảnh thất tội. Như vậy, nếu người khác rơi vào ảo cảnh, phải chăng ta có thể thông qua hạt giống thất tội đi sinh ra ảnh hưởng? Có thể để người đó giải thoát, cũng có thể làm người đó lún sâu hơn. Tâm tư quân tiêu giao kín đáo nhanh nhạy, suy nghĩ phát tán, thoáng chốc đã nghĩ được rất nhiều. Hắn cảm thấy có thể thử, như vậy tìm ai thử nghiệm đây? Quân tiêu giao thúc dục lực lượng thần hồn, khuếch tán ra xung quanh ảo cảnh thất tội. Sau khi đi vào ảo cảnh thất tội thì thần hồn của hắn có thể lan ra, cảm giác xung quanh. Rất nhanh, hắn đã cảm ứng được một tồn tại. Khóe miệng quân tiêu giao lộ ra một tia ý cười. Hai, không phải ta muốn nhầm vào ngươi, thật sự là trùng hợp thôi. Khí tức quân tiêu giao cảm ứng được, tự nhiên là người dễ bị lừa lý vô song. Lúc này, ngoài quân tiêu giao ra, phần lớn thiên kiêu còn lại đi vào ảo cảnh thất tội đều đang dễ dụa khổ sở. Tuy rằng ảo cảnh thất tội này không hề có tác dụng với quân tiêu giao, nhưng không có nghĩa là cũng không có tác dụng với những người khác. Thậm chí, ảnh hưởng còn rất lớn. Hơn nữa, người chấp niệm càng sâu, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Bởi vì bọn họ sẽ bị đủ loại cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, lún vào càng sâu. Lý Vô Song tự nhiên cũng là một trong số đó. Mà lúc này, hắn đang ở trong một vùng vũ trụ. Lý Vô Song siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu mang theo một loại cam hận không gì sánh kịp. Dường như có vô cùng vô tận hận ý từ đáy lòng của hắn dâng lên. Bởi vì, trên đám mây tinh vô kia, ngồi xếp bằng một bóng dáng vô cùng siêu nhiên, bóng dáng đó quá mức siêu nhiên, yên hà bao phủ, đạo vận lượn lờ, đế huy cuồn cuộn, muôn vàn đại đạo thần tác vần quanh người hắn. Nâng đỡ hắn giống như thần linh đương thời, nghiêm nghị vô cùng, thiên huy hảo đáng. Đạo hoàng, lý vô song nhịn không được gào thét, phun ra hai chữ khắc cốt. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, lúc nhân sinh của hắn ở đỉnh phong. Lúc hắn tự cho rằng có thể bước ngang một bước, bước đến đỉnh phong một bà tai của đạo hoàng đánh hắn trở về hiện thực. Như đang nói cho hắn biết, hắn vẫn là sâu kiến suốt thân bé nhỏ, thân thế long đong. Một trường có thể diệt, bình tĩnh lại, đây chẳng qua là ảo cảnh thất tội mà thôi. Lý vô song hít sâu một hơi, hắn cũng không phải nhân vật tầm thường gì, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh trở lại. Đồng thời bắt đầu lầm nhầm một loại nguyên thần pháp nào đó, củng cố nguyên thần của mình, không để bản thân bị những cảm xúc tiêu cực của thất tội thẩm thấu. Mà lúc Lý vô song bắt đầu an tâm, bóng dáng vô cùng mơ hồ đơn giản vươn ra một tay bàn tay che đậy màn trời phủ xuống đấu thiên chiến hoàng mà lúc này lý vô song dường như chính là đấu thiên chiến hoàng đấu thiên chiến hoàng chính là lý vô song lý vô song cắn chặt răng ánh mắt như là đang dỉ máu phụt một trường chỉ một trường mà thôi hắn cảm giác thân thể của mình vỡ vụn từng chút nguyên thần đều đang phá diệt hệt như vừa ôn lại tử vong một lần lý vô song hít sâu một hơi hắn nhịn được cũng nên sắp kết thúc rồi nhỉ mà đúng lúc lý vô song thoáng buông lỏng hắn sững người bởi vì cảnh đó lại tới một lần một bàn tay tiếp tục đè tới lý vô song phụt lý vô song lại cảm thấy chính mình khuất nhục chết đi một lần tiếp sau đó lại một trường hạ xuống con mẹ nó lý vô song cũng dại ra sửng sốt cái quỷ gì thế ảo cảnh thất tội khảo nghiệm khắc nghiệt nhưng cũng không đến mức thái quá như thế chứ lý vô song lĩnh hội tử vong một lần lại một lần hơn nữa còn vô cùng khuất nhục khiến cho lòng hắn sinh ra chấp niệm tử vong không chỉ như thế còn có ảo cảnh khác hiện ra đều là cảnh lúc hắn còn chưa quật khởi là một con sâu kiến nhỏ bé chịu đủ loại khuất nhục thân thế của đấu thiên chiến hoàng cũng cực kỳ nhấp nhô hoặc là nói thê thảm không tốt hơn loạn cổ đại đế chỗ nào mà lý vô song cứ như vậy không chỉ lần lượt nhận lấy khuất nhục tử vong hơn nữa còn có đủ loại tình cảnh nhục nhã cảnh tượng lúc nhỏ yếu hiện ra Đổi lại là người nào cũng không chịu được, sẽ phát điên. Đừng nói chi là, Lý Vô Song bây giờ không chỉ là ý chí của Đấu Thiên Chiến Hoàng, còn có ý chí của bản thân Lý Vô Song, cho dù ý chí của Đấu Thiên Chiến Hoàng có thể chịu đựng loại nhục nhã này, ý chí Lý Vô Song cũng khó có thể chịu đựng. Chương 2704, chấp niệm của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Khoảnh khắc nào đó, Lý Vô Song bỗng nhiên cảnh giác, nguyên thần của bản thân vậy mà bị lực lượng thất tội tiêm nhiễm nếu nguyên thần bị lực lượng thất tội hoàn toàn ăn mòn làm bẩn như vậy thì sẽ triệt để sa đọa sau đó ở lại nơi đây hoặc sẽ bị luyện hóa làm hao mòn mà thân thể thì trở thành một thể xác vô ý thức chết tiệt tại sao có thể như vậy vẻ mặt lý vô song cực kỳ khó coi ảo cảnh thất tội này sao lại khắc nghiệt như thế ngay cả hắn còn như vậy người khác chẳng phải càng không có đường sống đáng hận vì bội kiếm ma quân ta nhất định phải đi ra ảo cảnh thất tội trong lòng Lý Vô Song có một loại quyết trí nào đó. Hắn cũng rất dứt khoát, trực tiếp làm một việc, đó chính là tự chém một phần nguyên thần bị lực lượng thất tội ăn mòn làm bẩn. Dù làm như thế sẽ khiến nguyên thần của hắn chịu thương tích, thậm chí có thể tạo thành một số ảnh hưởng trái chiều không thể nghịch. Nhưng cũng hết cách, nếu lại tiếp tục, như vậy hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, Lý Vô Song cũng coi như là người quyết đoán, trực tiếp muốn tự chém nguyên thần. Khổ, vẻ mặt lý vô song có phần vặn vẹo loại đau đớn khi tự chém nguyên thần này quả thực còn đau đớn hơn gãy xương cắt thịt vạn lần đau đớn trên linh hồn xa xa không phải đau đớn trên thể xác có thể so sánh mà lúc lý vô song chịu đựng loại đau đớn tự chém nguyên thần này lại tuyệt đối nghĩ không ra từ một nơi bí mật gần đó có một bóng dáng vẫn còn cảm ứng hành động của hắn chật chật không hổ là mãnh nhân một đời đã từng đấu thiên chiến hoàng đúng là kẻ tàn nhẫn đối với bản thân đều ác như vậy Quân Tiêu giao cảm thán nho nhỏ một phen, hắn nhìn hạt giống thất tội trong tay, không nghĩ tới thật sự có thể ảnh hưởng đến ảo cảnh thất tội. Lý Vô Song này thật sự đã trở thành người dễ bị lừa thuần khiết, bị Quân Tiêu giao coi như chuột bạch thí nghiệm. Nếu để Lý Vô Song biết, đây là chuyện Quân Tiêu giao dở trò quỷ sau lưng. Phòng trưng hắn tuyệt đối sẽ tức đến thất khiếu chảy máu, linh hồn thăng thiên. Đây là lần thứ mấy Lý Vô Song bị hố, sợ là chính hắn cũng không muốn nhớ lại nhìn Lý Vô Song tự chém nguyên thần, đã đủ thê thảm. Quân tiêu giao biết, điều này chẳng khác nào lại suy yếu một tầng khí vận của Lý Vô Song. Hắn muốn quật khởi lại, vậy càng khó như lên trời. Nhưng quân tiêu giao không có ý định trực tiếp hại Lý Vô Song trong ảo cảnh thất tội này. Làm vậy không khỏi quá mức phung phí của trời. Hắn còn muốn sau này có thể kiếm được món hời béo bở từ trên người Lý Vô Song. Tự nhiên không thể để hắn vẫn lạc ở đây. Giao hẹ giữ lại từ từ cắt, không thể trực tiếp nhổ tận gốc quân tiêu dao chỉ muốn mượn lý vô song làm quen sơ sơ với hạt giống thất tội mà thôi hiện tại mục đích đã đạt được quân tiêu dao cũng không có hành động tiến thêm một bước hắn ngược lại rời đi không để ý đến lý vô song tự chém nguyên thần rơi vào đau đớn này chờ sau khi tự chém nguyên thần tu vi nguyên thần của lý vô song hiển nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn thậm chí còn có ảnh hưởng trái chiều rất lớn đối với con đường tu luyện của hắn nhưng điều này không phải điều quân tiêu dao để ý nữa hắn chuẩn bị trực tiếp xuyên qua ảo cảnh thất tội tiến vào chỗ sâu nhất thất tuyệt vực nhưng không bao lâu sau quân tiêu giao lại cảm giác được một luồng khí thức quen thuộc khác ánh mắt hắn lộ ra vẻ khác thường đi tới chỗ khí thức nọ mà lúc này ở một nơi khác trong ảo cảnh thất tội đông phương ngạo nguyệt một thân váy dài màu tím huynh mỹ tuyệt luân cũng đang trải qua khảo nghiệm ảnh hưởng của ảo cảnh thất tội sẽ lớn hơn với người lòng có chấp niệm giống như lý vô song hắn ôm chấp niệm rất lớn với chuyện bị đạo hoàng một trưởng đánh giết đây là khúc mắc của hắn mà đông phương ngạo nguyệt cho tới nay chỉ có một chấp niệm một khúc mắc lúc này đông phương ngạo nguyệt rơi vào ảo cảnh thất tội cảnh tượng trước mắt biến hóa đây là một khuê phòng của nữ tử hương nền ấm màn sa đỏ nhìn qua cho người ta một loại cảm giác ấm áp ở trên giường nằm một mỹ nhân dịu dàng nàng rất đẹp dung mạo như họa nhìn qua có đôi nét tương tự với đông phương ngạo nguyệt nhưng lúc này người mỹ nhân dịu dàng này, dung nhan lại trắng bệch như giấy, gần như không có chút huyết sắc. Bất chợt, trên khuôn mặt tái nhợt mỹ nhân dịu dàng hiện ra một vệt ửng hồng bệnh trạng. Dưới da thịt của nàng có tơ máu màu đen quỷ dị đang lan tràn. Đó dường như là một loại độc tố đang ăn mòn sinh mệnh của mỹ nhân. Khổ, mỹ nhân dịu dàng nôn ra một ngụm lớn máu tươi, giống như ngay cả tim phổi đều nôn ra. Mà trước giường mỹ nhân dịu dàng, có một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, tóc đen như mực, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Như tinh linh nhân gian, nhưng lúc này, thấy mỹ nhân dịu dàng nôn ra máu, tiểu nữ hài lại là trong mắt rưng rưng, ngập ngừng nói. Mẫu thân, ngươi lại nôn ra máu rồi, ta gọi kiêu tỷ tỷ đi lấy thuốc. Đừng, đừng làm phiền kiêu, thuốc gì cũng vô dụng. Mỹ nhân dịu dàng vươn tay ngọc, giữ chặt tay tiểu nữ hài. Tay tiểu nữ hài thì cầm chặt ngược lại tay của mỹ nhân dịu dàng, nước mắt rơi xuống khuôn mặt, kèm theo tiếng khóc nước nở nói. Sẽ không, Mẫu thân sẽ không chết, mẫu thân còn phải ở bên Ngạo Nguyệt, vĩnh viễn ở bên. Tiểu nữ hài này, rõ ràng là Đông Phương Ngạo Nguyệt khi còn nhỏ. Tiểu Ngạo Nguyệt, người mỹ nhân dịu dàng này tự nhiên là mẫu thân của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ánh mắt nàng mang theo từ ái và không nỡ, dùng tay vuốt ve đầu nhỏ của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chỉ là nàng quá yếu ớt, ngay cả lực vuốt ve cũng nhẹ như vậy, như lông vũ bay xuống. Tiểu Ngạo Nguyệt, sau này cho dù chỉ có một mình ngươi, ngươi cũng phải kiên cường, biết không? Mẫu thân, tiểu ngạo nguyệt cắn môi, mắt to đỏ bừng, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. chương 2705, quá khứ không thể miêu tả. Ta biết, mẫu thân, kiêu tỷ tỷ đã nói với ta. Người xấu kia, đều là bởi vì người xấu kia, mẫu thân mới sẽ biến thành bộ dạng này. Môi hồng của tiểu ngạo nguyệt gần như cắn chảy ra máu. Trong mắt to mang theo hận ý khắc cốt, khó có thể tưởng tượng, một nữ hài nhỏ như thế, trong mắt lại có thể bắn ra hận ý nồng đậm như vậy. Tiểu ngạo nguyệt, đừng đừng hận bất kỳ ai đây là mệnh của mẫu thân thấy trong mắt to của tiểu ngạo nguyệt bắn ra hận ý trên mặt mẫu thân ngạo nguyệt toát ra vẻ không đành lòng vì sao một hài tử nhỏ như này phải chịu đựng loại thù hận này chứ nàng thật sự rất sợ rất sợ đông phương ngạo nguyệt vì loại thù hận này vặn vẹo tâm tính nàng tương lai đi trên một con đường không có lối về vì sao rõ ràng mẫu thân không sai rõ ràng mẫu thân mới là người bị thương sâu nhất vì sao người xấu kia lại có thể sống tốt như vậy hại mẫu thân như thế còn chẳng hỏi han tiểu ngạo nguyệt không kiềm được cảm xúc của mình mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn tiểu ngạo nguyệt đáp ứng nương đừng nghĩ những chuyện này đừng báo thù cũng đừng hận bất kỳ ai mẫu thân ngạo nguyệt thấy dáng vẻ này của tiểu ngạo nguyệt trong mắt lộ ra lo lắng nàng không sợ chết nàng chỉ sợ đông phương ngạo nguyệt sẽ cả đời chịu đựng loại đau đớn và dày vò của báo thù không ta hận ta hận người nọ đối xử với mẫu thân thế này tiểu ngạo nguyệt chảy nước mắt hô lớn tiểu ngạo nguyệt nghe lời mẫu thân ngạo nguyệt dùng hết khí lực toàn thân hô lên sau đó ho khan ta ta tiểu ngạo nguyệt cảm thấy uất ức vì sao vì sao mẫu thân nàng bị thương nặng nhất nàng lại không có cả quyền hận tiểu ngạo nguyệt cắn môi trực tiếp chạy ra ngoài tiểu ngạo nguyệt phía sau truyền đến tiếng nói yếu ớt của mẫu thân ngạo nguyệt nhưng tiểu ngạo nguyệt không quay đầu lại mà về sau cảnh tượng lại lần nữa biến hóa đây là một linh đường một đám trưởng lão của đế tộc đông phương đều ở đây áo trắng đổ tang một tiểu nữ hài đứng trước linh đường hai mắt trống rỗng đúng là tiểu ngạo nguyệt một lần cãi cọ lúc trước không nghĩ tới lại là lần cuối nàng nhìn thấy mẫu thân sau lần đó mẫu thân của nàng cũng mất nhắm mắt chết đi trong tiếc nuối ngạo nguyệt một vài trưởng lão của đế tộc đông phương nhìn thấy tiểu ngạo nguyệt trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng song khác với cảnh nghẹn ngào khóc giống trong tưởng tượng tiểu ngạo nguyệt mặt không cảm xúc chỉ là một đôi mắt to vô cùng trống rỗng lúc mẫu thân nàng mất một phần tình cảm giạt rào sâu trong lòng nàng dường như cũng theo đó đã chết còn lại chỉ có lạnh băng thù hận và báo thù thấy tiểu ngạo nguyệt đứng ngơ ngác giống như đã mất đi linh hồn người đế tộc đông phương xung quanh đều thở dài trong lòng một cô nương nhỏ như thế không chỉ phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ còn chịu đựng loại tiếc nuối này càng phải gánh vác loại thù hận kia có thể nói đổi lại là người khác sợ là đã sớm tâm thần sụp đổ, đều muốn phát điên. Nhưng tiểu ngạo nguyệt không có, ngay sau đó, cảnh tượng lại thay đổi, trong linh đường chỉ có một mình tiểu ngạo nguyệt, nàng quỳ gối trước linh cữu mẫu thân, 7 ngày 7 đêm, chưa từng đứng dậy. Thân thể gầy yếu đó, cảm giác vô cùng yếu ớt, nhưng lại cực kỳ kiên cường. Tiểu ngạo nguyệt không khóc, từ sau khi mẫu thân nàng mất, nàng phải cố gắng nhẫn nhịn, không để mình khóc. Khóc không có tác dụng gì, mẫu thân nói, bảo nàng đừng báo thù, Đừng hận bất kỳ ai. Nhưng Tiểu Ngạo Nguyệt không làm được, mẫu thân nàng cho đến chết đều không muốn tổn thương bất cứ một ai. Nhưng người xấu kia, người hại mẫu thân nàng thê thảm như thế, lại vẫn sống rất tốt, quyền cao chức trọng, nhìn xuống thương sinh. Nàng không bỏ qua như vậy được, lực lượng, chỉ có đạt được lực lượng mạnh hơn mới có thể thay mẫu thân nàng báo thù. Một luồng cảm xúc thù hận, hắc ám, tiêu cực ấp ủ trong lòng Tiểu Ngạo Nguyệt. Mà cùng lúc luồng cảm xúc này dấy lên, bản thân đông phương ngạo nguyệt rơi vào ảo cảnh thất tội nguyên thần cũng bắt đầu bị lực lượng thất tội ăn mòn chấp niệm của nàng quá sâu nhưng vào lúc này một bóng dáng áo trắng đi vào ảo cảnh đi vào linh đường nhìn bóng dáng nhỏ bé gầy yếu quỳ trên mặt đất hắn thở dài một hơi bóng dáng áo trắng này đương nhiên là quân tiêu dao khí thức quen thuộc hắn cảm nhận được lúc trước chính là của đông phương ngạo nguyệt quân tiêu dao rõ ràng trong lòng đông phương ngạo nguyệt có chấp niệm mà loại chấp niệm này lại rất nguy hiểm trong ảo cảnh thất tội. Mà tình hình cũng đúng như hắn dự đoán, nguyên thần của Đông Phương Ngạo Nguyệt đều bị nhiễm phải lực thất tội. Bởi vì chấp niệm của nàng quá sâu quá sâu, trước đó, quân tiêu giao cũng chỉ được nghe nói qua từ chỗ người hầu của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chấp niệm của Đông Phương Ngạo Nguyệt có liên quan đến mẫu thân đã chết của nàng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy một cảnh bên trong huyến cảnh này, quân tiêu giao mới hiểu được, vị nữ tử Đông Phương Ngạo Nguyệt này đến tột cùng phải chịu tổn thương như thế nào. Kiêu nói không sai, Đông Phương Ngạo Nguyệt thật ra là một nữ tử khiến người ta rất đau lòng. Nàng lấy tính cách lạnh lùng làm tê liệt mình, gom tất cả bi thương thù hận chuyển hóa thành lãnh khốc. Trong lòng chỉ có duy nhất một chấp nhất, chính là lực lượng. Mà sở dĩ nàng khao khát sức mạnh cũng là bởi vì nàng muốn báo thù. Khó có thể tưởng tượng, lúc Ngạo Nguyệt nhỏ tuổi thì đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Khi đó nàng mới chỉ là một đứa bé mà thôi. Quân Tiêu Giao đi lên trước, Tiểu Ngạo Nguyệt trong huyễn cảnh. Dường như phát hiện hắn, quay đầu xem xét. Nàng nhìn thấy chính là một công tử áo trắng tuyệt thế đang nhìn mình bằng ánh mắt ôn hòa. Mang theo một tia cảm thán, "Ngươi là?" Vẻ mặt tiểu ngạo nguyệt mê mang, quân tiêu giao không nói bất luận lời nào, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng ôm tiểu ngạo nguyệt vào trong ngực. Giờ khắc này, không cần thiết nói nhiều thêm bất cứ lời nào. Một cái ôm, hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. Chương 2706, một hôn định tình, báo thù. Khiến người cảm giác kỳ dị là tuy là huyến cảnh nhưng cho quân tiêu giao cảm giác luồng nhiệt độ cơ thể kia nhịp tim kia là thật tiểu ngạo nguyệt ngây người nàng không kháng cự một loại bản năng ấm áp bao trùm trong tim khiến nàng vốn bị hận thù phẫn nộ bi thương và tâm tình tiêu cực che phủ trái tim có một tia ấm áp đại ca ca ngươi là ai vậy tiểu ngạo nguyệt lúng túng như mà hỏi có ta ở đây ngươi sẽ không phải sợ hãi nữa giọng điệu quân tiêu giao ôn hòa Nghe nói như thế, trong đôi mắt to vốn trống rỗng của tiểu ngạo nguyệt. Bỗng nhiên có một giọt nước mắt trượt xuống. Thật sao, đương nhiên, vậy từ nay về sau đại ca ca sẽ luôn ở bên cạnh ngạo nguyệt sao? Sẽ, quân tiêu giao nói, tiểu ngạo nguyệt rơi nước mắt, cười. Cùng lúc đó, nguyên thần bị lực thất tội nhuộm dần của ngạo nguyệt cũng là bắt đầu dần dần trong sạch. Nguyên thần, dần dần thông thấu, chẳng biết lúc nào, huyễn cảnh tán đi. Quân tiêu giao ôm một người trong ngực, nhưng cũng không phải là tiểu ngạo nguyệt mà là Đông Phương Ngạo Nguyệt, giờ phút này, Đông Phương Ngạo Nguyệt, khóe mắt bỗng nhiên có một giọt nước mắt trượt xuống. Tiêu dao Đông Phương Ngạo Nguyệt sướng sờ nhìn lên nam tử áo trắng cười ôn hòa trước mặt. Hắn đã đi vào trái tim mình từ lúc nào, cứu mình sao, xem ra là đã tỉnh táo lại, không sao thì tốt rồi. Quân Tiêu dao cười nhạt một tiếng, hắn vốn là nghĩ, nếu như bây giờ không còn cách nào khác thì trực tiếp thúc giục lực lượng hạt giống thất tội đi hấp thụ lực thất tội trong nguyên thần Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng hiện tại xem ra cũng không cần như vậy, bởi vì sự can thiệp của hắn, Đông Phương Ngạo Nguyệt tự mình tỉnh lại. Ngươi đều nhìn thấy rồi." Đông Phương Ngạo Nguyệt cụp mắt, "Ừm, um, chẳng qua là ta cảm thấy có hơi đáng tiếc." Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu thở dài, "Đáng tiếc cái gì?" Đông Phương Ngạo Nguyệt hỏi, "Lúc đó ta không ở bên cạnh ngươi." Quân Tiêu Dao nói, lời này không của hắn không phải lời nói dối dỗ người gì. Nghe được lời Quân Tiêu Dao, trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt hình như có một tia sáng lấp lạnh qua nhiều năm như vậy nàng lạnh lùng vô tình giết người vô số được người xưng là máu công chúa nhưng nào có ai biết rốt cuộc nàng có dáng vẻ như thế nào dưới lấp mặt nạ lại có ai thật sự hiểu tổn thương trong lòng nàng đau đớn trong lòng nàng chỉ có quân tiêu dao nhìn thấy đồng thời cho nàng một cái ôm ấm áp bất luận người hắn ôm là tiểu ngạo nguyệt hay là đông phương ngạo nguyệt hiện tại đông phương ngạo nguyệt nhìn chăm chú quân tiêu dao sa mỏng trên mặt nàng trượt xuống lộ ra dung nhan khuynh thành làm thiên địa ảm đạm phai mờ. Ngạo Nguyệt, ngươi, quân tiêu giao sướng sờ, nhưng ngay sau đó hắn lập tức không nói nên lời. Hắn, bị môi đỏ của đông phương Ngạo Nguyệt khóa lại. Nàng hôn lên, rất dùng sức, khó có thể tưởng tượng, một nữ tử lại sẽ có thời điểm lớn mật như vậy. Cũng chỉ có đông phương Ngạo Nguyệt mới dám chủ động như vậy. Môi của nàng, rất mềm mại, mang theo nhiệt độ. Thật lâu, rời môi, đông phương Ngạo Nguyệt có hơi thở dốc, nhưng khác so với những nữ tử khác sau khi hôn hoặc kiều khiếp hoặc ngượng ngùng đông phương ngạo nguyệt chỉ là kiều nhan ửng đỏ ánh mắt từ đầu đến cuối lại vẫn luôn nhìn quân tiêu dao lúc trước nhân sinh của ta trừ báo thù thì không còn gì suy nghĩ nào khác nhưng là hiện tại tiêu dao sau khi gặp được ngươi ta cảm thấy có lẽ ta còn có thể chờ mong thêm một chút gì đó khác nếu như nói trước khi gặp được quân tiêu dao cuộc sống của đông phương ngạo nguyệt hoàn toàn u ám bị suy nghĩ lo báo thù bao phủ thì hiện tại sau khi gặp được quân tiêu giao, hắn như nàng ấm, chiếu sáng cuộc sống âm u của đông phương ngạo nguyệt. Ai nói huyết công chúa thì không cô đơn chứ, chỉ là không gặp được đúng người mà thôi. Mà bây giờ, nàng gặp được rồi, nàng chủ động thổ lộ, nàng không muốn bỏ qua. Quân tiêu giao im lặng, sau đó mở miệng nói, con đường báo thù, ta đi cùng ngươi. Một câu vô cùng đơn giản, không có chàng chàng thiếp thiếp gì đó, không có lời tâm tình chậm rãi nào nhưng chính một câu vô cùng đơn giản này lại khắc sâu hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào. Quân tiêu giao, không biết đối tượng Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn báo thù là ai. Cũng không biết gian nan đến mức nào, nhưng lại trực tiếp mở miệng, nguyện ý cùng đi trên một con đường với nàng. Đây cũng là lời thề kiên định nhất, đôi mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt óng ánh, nàng không có thói quan rơi lệ, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, nàng giống như có thể cởi bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang lạnh lùng. Để lộ nội tâm mềm mại ở trong, giống như là tiểu ngạo nguyệt khi đó đông phương ngạo nguyệt lại lần nữa ôm chặt lấy quân tiêu dao một dòng dịu dàng yên lặng chảy xuôi thật lâu đông phương ngạo nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng bản thân nàng nhìn quân tiêu dao đôi mắt đẹp vốn lạnh lùng không chút tình cảm nào kia giờ phút này lại tràn ngập một loại tình cảm quyến luyến khó có thể tưởng tượng đông phương ngạo nguyệt sẽ có loại ánh mắt này nữ tử dùng sự lạnh lùng vô tình che đậy lòng mình này lần đầu tiên hoàn toàn mở lòng vì một nam tử Tiêu giao, người muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho người biết. Giọng nói Đông Phương Ngạo Nguyệt nhẹ nhàng như tiếng trời, liên quan tới mục tiêu của ngươi, đối tượng báo thủ của ngươi. Quân tiêu giao nói, tuy hắn biết chấp niệm của Đông Phương Ngạo Nguyệt, nhưng quân tiêu giao vẫn chưa biết đối tượng báo thủ của nàng là ai. Hơn nữa Đông Phương Ngạo Nguyệt thân là đại tiểu thư của đế tộc Đông Phương, hiện tại còn là thiếu tộc trưởng, Trong thế hệ trẻ giới hải, cũng tuyệt đối là một nhân vật có quyền thế. Cho dù như vậy, đông phương ngạo nguyệt vẫn luôn không dừng việc theo đuổi sức mạnh như vậy chứng minh đối tượng báo thù của nàng chắc chắn không phải nhân vật đơn giản gì trong đôi mắt đẹp của đông phương ngạo nguyệt lóe lên hận ý tuy quân tiêu dao khiến trái tim nàng cảm nhận được sự ấm áp nhưng cũng không có nghĩa là đông phương ngạo nguyệt buông bỏ mối cửu hận này kẻ khiến mẫu thân của ta lâm vào hoàn cảnh bi thảm như vậy đến từ giới trong giới giới trong giới quân tiêu dao nhíu mày người kia tên là lê thánh Đông Phương Ngạo Nguyệt dùng ý lạnh khắc cốt ghi tâm phun ra tên của đối tượng báo thù kia. Chương 2707, đối tượng báo thù của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt kể một đoạn chuyện xưa cho Quân Tiêu giao nghe. Mẫu thân của nàng đã từng là kiêu nữ của đế tộc Đông Phương, mỹ danh truyền xa trong giới hải, vốn dựa vào xuất thân của nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy như vậy thì cũng sẽ không có sự ra đời của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt tình nguyện bản thân mình không tồn tại cũng không nguyện ý để mẹ của mình chịu loại đau khổ kia. Mà thay đổi chuyện thay đổi vận mệnh của mẫu thân Ngạo Nguyệt chính là trong một lần thăm dò bí cảnh. Mẫu thân của Ngạo Nguyệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị cuốn vào trong một kẻ hở hư không. Thời điểm lần nữa nàng tỉnh lại thì đã ở trong một cổ địa không biết tên, hơn nữa còn bị thương nặng. Mà cũng chính là vào lúc này, nàng gặp được một người, gặp phải kiếp nạn đời này, đó là một tuyệt thế nam tử cường đại khôn cùng, tuấn mỹ vô cùng, thân phận cao quý, tay nắm đại quyền. Theo lý thuyết, nữ tử đế tộc Đông Phương tính tình cũng rất cao ngạo, lại có loại cường thế với nam tử. Thế nhưng đối mặt với nam tử cỡ này, bất kỳ một nữ tử nào cũng đều khó mà bắt đầu cường thế cho được. Cộng thêm khi đó Mẫu thân Ngạo Nguyệt còn đang bị thương, cho nên khi vị nam tử này ôm lấy cứu nàng, nàng cũng không cách nào phản kháng. Vị nam tử này chính là Lê Thánh trong miệng Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đoạn thời gian trong cổ địa đó, Lê Thánh cũng coi như chăm sóc chu đáo cho Mẫu thân Ngạo Nguyệt đang bị thương chữa thương cho nàng trải vuốt gân mạch tình cảm từ từ bồi đắp trong quãng thời gian này đương nhiên hiện tại từ góc nhìn của đông phương ngạo nguyệt là mẫu thân nàng có tình cảm với lê thánh nhưng lê thánh đối với mẫu thân nàng thì sao cùng với nói là có tình cảm thì chi bằng nói là thấy sắc nổi ý mà sau đó tất cả đều đi theo lẽ thường thuận lý thành trương mẫu thân ngạo nguyệt mang thai có điều cho đến lúc này mẫu thân ngạo nguyệt cũng không biết được thân phận thật sự của lê thánh thẳng đến có một ngày một nữ tử đến tìm đến lê thánh vị nữ tử kia chính là chính thê của lê thánh tất cả những chuyện này mẫu thân của ngạo nguyệt đều không biết được khi đó trong đầu của nàng trống rỗng nhưng bởi vì tình yêu với lê thánh cho nên cho dù biết lê thánh có chính thê mẫu thân ngạo nguyệt cũng nguyện ý chịu đựng làm cái thiếp cũng không quan trọng tuy chuyện này đối với nữ tử đế tộc đông phương mà nói chắc chắn là một loại nhục nhã nhưng vì tình yêu mẫu thân ngạo nguyệt vẫn chịu đựng nhưng về sau vị chính thế của Lê Thánh kia càng gây khó khăn và khiến trách đủ đường với mẫu thân ngạo nguyệt. Khắp nơi nhầm vào nàng, đồng thời coi nàng là một nữ tử đê tiện đến từ hạ giới. Không sai, thân là người giới trong giới luôn luôn có một loại cảm giác ưu việt hơn so với những người giới hải. Cho dù ngạo nguyệt chi mẫu đến từ đế tộc Đông Phương cũng giống vậy. Bởi vì phía sau vị chính thế kia cũng có một mạch có thể xưng là thế lực cường thịnh ở giới trong giới. Nhưng chuyện làm cho mẫu thân ngạo nguyệt đau lòng nhất là Vị Lê Thánh kia lại coi như không thấy chuyện này, thật giống như những quan tâm chăm sóc đã từng trao cho nàng kia đều chỉ như là nhất thời cao hứng mà thôi. Chuyện này khiến Mẫu thân Ngạo Nguyệt có loại cảm giác lòng như cho nguội. Mà về sau, vị chính thê Lê Thánh kia dường như bởi vì đố kỵ Mẫu thân Ngạo Nguyệt mang thai hài tử của Lê Thánh, cho nên ra một thủ đoạn được coi là quyết tuyệt nhất. Nàng ban cho Mẫu thân Ngạo Nguyệt một chén rượu độc, nếu như nàng sinh hạ đứa trẻ thì phải uống rượu độc nếu như từ bỏ đứa trẻ thì có thể sống sót nhưng đứa trẻ hẳn phải chết nói cách khác nàng và đứa trẻ trong bụng chỉ một người có thể sống sót mẫu thân ngạo nguyệt chọn sinh đứa trẻ ra uống rượu độc mà điều đáng hận nhất chính là chén rượu độc này sẽ không khiến người uống chết ngay lập tức ngược lại là sẽ khiến người ta chịu tra tấn đau đớn trong thời gian dài rồi mới chết có thể nói bất cứ ai nghe được đoạn chuyện xưa này thì cũng đều khiến mũi coi thường vô cùng chán ghét chính thê lê thánh kia nhưng khiến lòng người rét lạnh nhất chính là lê thánh kia vị lê thánh cao cao tại thượng kia đối mặt với khung cảnh tàn nhẫn này chỉ hờ hững ngồi xem giống như mẫu thân ngạo nguyệt không có một chút quan hệ nào với hắn cuối cùng mẫu thân ngạo nguyệt uống rượu độc ôm tiểu ngạo nguyệt mới được sinh ra vào trong ngực bị đuổi ra khỏi giới trong giới sau đó trải qua hàng trăm gian nan mẫu thân ngạo nguyệt trở lại đế tộc đông phương đế tộc đông phương biết được tình hình thì vô cùng giận dữ lúc này liền có đại nhân vật của đế tộc đông phương tiến về giới trong giới muốn đi nói chuyện với người giới trong giới nhưng cuối cùng lại là không công mà lui có thể để khiến cho đế tộc một phương e rè đủ để thấy được địa vị của vị lê thánh kia không tầm thường cuối cùng đế tộc đông phương chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này mà ly rượu độc kia trọn vẹn tra tấn mẫu thân ngạo nguyệt mười mấy năm mỗi ngày đều trải qua trong đau đớn có điều mẫu thân ngạo nguyệt vì để có thể chăm sóc đông phương ngạo nguyệt mà vẫn luôn kiên trì cho đến một khắc cuối cùng có thể nói Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn luôn tận mắt chứng kiến, mẹ của mình, tại tưởng niệm, không cam lòng, cùng trong thống khổ, dần dần chết đi. Đổi lại bất cứ người nào, có tuổi thơ như thế. Đừng nói trở thành một người bình thường, ngay cả tâm tính cũng khó mà có thể cam đoan không bị vặn vẹo. Mà sống trong loại đau đớn này, Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ có thể dùng lạnh lùng, máu tươi, tàn khốc, báo thù, để tê liệt chính mình. Trở thành huyết công chúa lạnh lùng vô tình khiến người nghe tên đã sợ mất mật trong giới hải. Chương 2708 Thiên Hoàng Các, Lê Thánh. Nghe Đông Phương Ngạo Nguyệt kể xong, Quân Tiêu Dao cũng thở dài một hơi thật sâu, hắn cũng không biết nên nói gì để dỗ dành Đông Phương Ngạo Nguyệt, hoặc là an ủi bản thân đúng là một loại nhục nhã. Đối với người ngoài không trải qua loại chuyện này mà nói, khuyên hai câu cỡ nào đơn giản, nhưng nỗi đau của đương sự, ai có thể hiểu rõ? Người không hiểu rõ, không trải qua cảm giác đau khổ đó, đi khuyên người khác nhìn thoáng chút đó hoàn toàn là hành vi coi thường nỗi đau của người khác. Cho nên, Quân Tiêu Dao không mở miệng nói lời an ủi nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm Đông Phương Ngạo Nguyệt vào lòng, thân thể mềm mại của Đông Phương Ngạo Nguyệt đang run rẩy. Nhớ lại những ký ức không muốn nghĩ đến này khiến toàn bộ thân thể mềm mại của nàng phát run. Nhưng cái ôm của Quân Tiêu Dao lại trấn an dòng suy nghĩ của nàng khiến nàng bình tĩnh lại. Đợi đến khi cảm xúc của Đông Phương Ngạo Nguyệt ổn định lại, Quân Tiêu Dao mới hỏi: "Lê Thánh kia rốt cuộc có lai lịch gì?" ngay cả đế tộc Đông Phương cũng không thể làm gì được. Thân là một trong bát đại đế tộc giới hải, tuy đế tộc Đông Phương không cường thế bá đạo như đế tộc Vân Thị nhưng cũng là tồn tại chúa tể một phương. Có thể khiến cho đế tộc Đông Phương cũng phải thỏa hiệp, vậy thì đúng thật là có chút lai lịch. Đông Phương ngạo nguyệt cắn chặt môi, phun ra nói, Lê Thánh kia chính là một trong tứ phương các chủ của Thiên Hoàng Các. Thiên Hoàng Các, ánh mắt quân tiêu giao lộ ra ánh sáng khác lạ, tam hoàng thế lực giới trong giới, Thiên Hoàng Các, địa hoàng cung, nhân hoàng điện đây chính là điều giới hải đều biết tự nhận là tam hoàng chính thống mà thiên hoàng các này đương nhiên là có quan hệ với thiên hoàng một trong tam hoàng nhân hoàng hiên viên đại đế địa hoàng tiên linh đế mà vị thiên hoàng này tên tuổi cũng hiển hách phi phàm thiên hoàng các treo tên tuổi thiên hoàng lên uy danh đương nhiên cũng vô cùng long trọng nội tình phi phàm cũng khó trách đế tộc đông phương khó mà lấy lại công đạo nếu như chỉ là một tu sĩ bình thường của thiên hoàng các thì cũng thôi đi nhưng thân phận của lê thánh lại chính là một trong tứ phương các chủ của thiên hoàng các đừng nói trả giá đắt ngay cả khiến hắn phải nhận lỗi cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào bởi vì đám nhân vật kia căn bản sẽ không có khả năng xin lỗi trước bất kỳ ai như vậy là không đúng với thân phận của hắn cho nên cũng khó trách đông phương ngạo nguyệt lại cố gắng như vậy đối tượng báo thù của nàng đúng thật là không thể dễ dàng giải quyết được vì ta biết đế tộc đông phương cũng không thể báo thù thay cho mẫu thân ta hoàn toàn hiểu rõ thế giới này mọi thứ để là giả chỉ có sức mạnh và quyền thế là thật ta vẫn chưa đủ mạnh quyền thế của ta vẫn chưa đủ lớn cho nên ta phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn so với bất cứ kẻ nào như vậy thì ta mới có thể đứng trước mặt lê thánh phế tu vi hắn đánh gãy gân cốt hắn khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong vĩnh viễn đều phải quý gối sám hối trước mộ phần của mẫu thân ta tay ngọc của đông phương ngạo nguyệt nắm chặt thật chặt khớp xương trắng bệch đương nhiên không chỉ có Lê Thánh, còn có vị chính thê kia của Lê Thánh và những người có liên quan khác đều phải trả giá đắt. Nhìn thấy cảm xúc của Đông Phương Ngạo Nguyệt dao động, quân tiêu dao cũng khẽ thở dài một hơi, một nữ tử như nàng đúng thật là đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Khiến cho người ta đau lòng, được rồi, Ngạo Nguyệt ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Quân tiêu dao vuốt lưng Đông Phương Ngạo Nguyệt, Trần An nói. Sau khi biết được thân phận của Lê Thánh, vẻ mặt quân tiêu dao cũng không có biến hóa quá lớn, không phải bởi vì bị địa vị kinh người của Lê Thánh này chấn nhiếp. Nhiều nhất chỉ là có chút kinh ngạc, đối với hắn mà nói, không có người và thế lực nào có thể chấn nhiếp hắn. Ngay cả tứ kỵ sĩ Khải Huyền cũng không thể làm được việc này. Chẳng lẽ Lê Thánh còn có thể đáng sợ hơn so với tứ kỵ sĩ Khải Huyền sao? Tiêu giao, đây là mục tiêu báo thù của ta, không liên quan đến ngươi. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không muốn kéo quân tiêu giao vào cũng nước đục này. Tuy trong mắt quân tiêu giao, Lê Thánh không có gì để hắn kiêng kỵ nhưng trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt đây không phải nhân vật đơn giản gì chính là các chủ của Thiên Hoàng Các dù là quân Tiêu Giao có Đế tộc phân thị chống lưng tuy không sợ Thiên Hoàng Các nhưng muốn trực tiếp tiêu diệt một các chủ của Thiên Hoàng Các cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy Ngạo Nguyệt đây là ngươi đang xem thường ta sao hay là coi ta là người ngoài ta mới nói rồi con đường báo thù ta sẽ đi cùng ngươi hiện tại ngươi lại muốn gạt ta sang một bên sao Quân Tiêu Giao mỉm cười không phải như vậy tuyệt đối không có Đông Phương Ngạo Nguyệt lắc đầu, sợ quân tiêu giao hiểu lầm tâm tư của nàng. Nàng chỉ là sợ mang thêm phiền phức cho quân tiêu giao mà thôi. Nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt vốn lãnh diễm như xương, biến thành một cái tiểu muội mềm mại. Quân tiêu giao liền có hơi bất đắc dĩ, tình yêu thật đúng là sẽ thay đổi tính tình của một nữ nhân. Được rồi, người đừng có đại chủ nghĩa nữ tử nữa, tuy trong tư duy phái nữ đế tộc Đông Phương các ngươi, phái nam hẳn là hiền tuệ công việc quản gia. Nhưng dù nói thế nào thì ta cũng coi như là có chút năng lực, có thể giúp đỡ ngươi. Quân tiêu giao có chút trêu gẹo nói, khóe môi đông phương ngạo nguyệt cong lên một đường cung, nàng biết quân tiêu giao đang muốn làm dịu cảm xúc của nàng. Không để nàng luôn bị tâm trạng tiêu cực chiếm cứ, một nam thần như vậy, lúc nên bá đạo thì bá đạo, lúc nên ôn nhu thì ôn nhu, dung nhan, tính cách, đều hoàn mỹ không có chút góc chết nào. Thật sự sẽ có nữ nhân nào cưỡng lại sao, cường thế như đông phương ngạo nguyệt, tràn ngập tình ý đều biến thành ngón tay mềm chương 2709, để ý Đông Phương Ngạo Nguyệt hay là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Tiêu giao, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy, ngay từ lúc đầu, rõ ràng khi đó chúng ta còn không quen. Đông Phương Ngạo Nguyệt dán gò má vào ngữ quân tiêu giao, lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Trước mặt quân tiêu giao, nàng giống như từ một nhân vật nữ vương có thiết lập dẹp lạnh lùng biến thành một tiểu kiều thê mềm mại đáng yêu vậy. Quân tiêu giao trầm mặc sau đó mỉm cười nói, ta đã nói rồi, kiếp trước chúng ta có duyên, người còn không tin. Có đúng không, được rồi, vậy hiện tại ta tin. Khóe môi đông phương ngạo nguyệt lộ ý cười mèo con ngọt ngào. Mà quân tiêu giao lại hơi rũ mắt, hiện tại hắn chỉ có thể nói như vậy. Nếu như nói thẳng chân tướng ra, nói nàng chính là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Nói quân tiêu giao chỉ là bởi vì muốn để Khương Thánh Y trở về mới đối tốt với nàng như vậy. Sợ là đông phương ngạo nguyệt sẽ hoàn toàn hắc hóa. Khi đó thật sự đúng là không thể cứu được ai hoàn toàn biến nàng thành nữ ma đầu diệt thế chân chính, bài trừ hết thảy tình cảm. Tuy nàng sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, có điều đợi đến lúc đó lại nói sau, hiện tại quân tiêu giao thậm chí chính hắn cũng có hơi nghi ngờ. Rốt cuộc người hắn để ý là Đông Phương Ngạo Nguyệt hay là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Cảm giác không có gì khác biệt, lại cảm thấy có khác biệt rất lớn. Hơn nữa nếu như muốn Khương Thánh Y trở lại, nhất định phải hy sinh Đông Phương Ngạo Nguyệt sao? Không, có lẽ không tính là hy sinh, chẳng qua là dung hợp hồn phách mà thôi. Giống như Diên Triệt, Linh Diên và Thiên Nữ Diên, có điều quân tiêu giao càng muốn, càng cảm giác có hơi đau đầu. Thật đúng là cắt không đứt, lý còn loạn, đại não quân tiêu giao tạm thời trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Hiện tại, chuyện duy nhất hắn có thể làm cho Đông Phương ngạo nguyệt. Chính là thử nghĩ biện pháp, xem có thể giúp nàng đối phó Lê Thánh Thiên Hoàng Các, giải trừ nút thắt trong lòng nàng hay không. Lê Thánh này, cũng không giống như những người cùng thế hệ khác trước đó quân tiêu giao gặp phải kia, có thể trực tiếp tiện tay chụp chết. Còn nếu như thật sự muốn đối phó thì còn phải suy nghĩ mưu đồ một phen. Tốt, không sai biệt lắm, hình như quên mất mục đích chúng ta đến đây rồi. Nhìn người đông phương ngạo nguyệt như một chú mèo lười biếng vẫn luôn vùi đầu vào trong ngực mình kia, quân tiêu giao khẽ cười nhẹ nói. Bọn họ đến đây là vì bội kiếm của ma quân, nhưng cảm giác đã lãng phí mất rất nhiều thời gian ở đây. Tiêu giao, ta muốn giờ khác này trở thành vĩnh hằng biết bao. Thân là một nữ cường nhân luôn quả cảm độc lập, Đông Phương Ngạo Nguyệt lần đầu tiên sinh ra tâm ý ỉ lại, muốn vùi mãi trong ngực quân tiêu giao. Yên tâm, về sau có nhiều thời gian, quân tiêu giao mỉm cười nói, thật sao, Đông Phương Ngạo Nguyệt tự lẩm bẩm đương nhiên, quân tiêu giao nói, tuy lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt không muốn xa rời, nhưng nàng cũng không quá do dự. Vẫn còn chính sự cần phải làm, chúng ta đi ra khỏi ảo cảnh thất tội này trước đã, sợ là đã có vài người ra ngoài rồi. Quân tiêu giao nói, được, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Lập tức, quân tiêu giao lại lần nữa lấy hạt giống thất tội ra. Vừa để hạt giống thất tội hấp thu lực thất tội xung quanh, vừa tiến lên. Đây là, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn về phía hạt giống thất tội, là một món đồ bất người phát hiện được, có thể hấp thu lực thất tội, từ đó ảnh hưởng đến ảo cảnh thất tội. Quân tiêu giao nói, không có khả năng hắn nói thứ này là được đánh dấu đến, Tuy quan hệ của hắn và Đông Phương Ngạo Nguyệt đã rất chặt chẽ. Nhưng có vài bí mật, quân tiêu giao mãi mãi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Cho dù là người thân cận nhất, khó trách khi đó người lại xông vào ảo cảnh, xem ra cũng là bởi vì vật này. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, đó là chuyện đương nhiên, có điều, vẫn phải đa tả thứ này, nếu không. Kiều nhan Đông Phương Ngạo Nguyệt dù lại lần nữa đeo mạng che mặt lên nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được nét đỏ ửng. Tuy trước đó, quan hệ của nàng và quân tiêu giao đã có hơi không rõ ràng. Nhưng từ đầu đến cuối còn cách một tầng giấy cửa sổ. Mà huyễn cảnh lần này, một yếu ớt, bị thương của nàng, bị quân tiêu giao phát hiện. Quan hệ của bọn họ mới phát sinh tính đột phá và thay đổi thật sự. Cho nên, cũng thật sự phải đa tạ hạt giống thất tội. Quân tiêu giao chỉ cười nhạt một tiếng, chung quy lại bọn họ muốn rời khỏi ảo cảnh thất tội nhanh một chút. Trong một khoảng thời gian ngắn, ở một hướng khác, một bóng người gian nan lê bước ra khỏi ảo cảnh thất tội đó chính là lý vô song cuối cùng thành công rồi khóe mắt lý vô song giật giật đầy dữ tợn tuy rằng lúc ở trong ảo cảnh thất tội hắn đã phải trải qua kiếp số ác mộng nhưng nhờ việc tự trảm nguyên thần của bản thân cuối cùng hắn vẫn thoát ra được đáng chết nhưng mà tuy đã thoát ra được thì sắc mặt của lý vô song cũng không có cách nào tốt lên được bởi vì nguyên thần của hắn đã bị tổn thương nặng nề tuy hắn thân là chuyển thế của đấu thiên chiến hoàng nguyên thần so với người bình thường thì cường đại hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy cũng không thể chịu một đòn hiểm mà không sứt mẻ tổn thương gì được. Lý vô song hít sâu một hơi, cố làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại. Không sao cả, tự chảm nguyên thần đối với tu sĩ bình thường mà nói, trên cơ bản chính là tự phế đi. Nhưng ta thì khác, ta là đấu thiên chiến hoàng, tuy rằng phải tổn thương nhưng không phải đòn chí mạng. Chẳng qua chỉ là cần thời gian an dưỡng khôi phục, nhưng mà chỉ cần có được ma kiếm thất tội, trả giá một chút này cũng vô cùng đáng giá. Nghĩ đến ma kiếm thất tội, đôi mắt Lý Vô Song bỗng chốc sáng ngời. Chỉ cần có được ma kiếm thất tội, chút đại giới hắn phải chả có tính là gì đâu. chương 2710, Lý Vô Song lại ăn quả đắng. Nghĩ tới đây, Lý Vô Song cũng cảm thấy có chút vội vàng. Hắn bắt đầu tiến vào chỗ sâu nhất của thất tuyệt vực. Mà không qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy, ở phía xa xa có một tòa cung điện màu máu vô cùng to lớn, dù chỉ là từ đằng xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm vô cùng. Chỗ của Ma Kiếm, trong mắt Lý Vô Song lóe lên một tia sáng, không chút chần chờ, hắn lập tức lách người tiến vào bên trong. Trong cung điện huyết sắc tràn ngập nguồn năng lượng thất tội nồng đậm. Nhưng sau khi trải qua khảo nghiệm ở trong ảo cảnh thất tội, những năng lượng thất tội ở đây không còn khả năng gây ảnh hưởng quá lớn đối với Lý Vô Song nữa. Nguyên nhân chính là bởi vì quân tiêu giao âm thầm ngáng chân, nên mới khiến cho Lý Vô Song gặp phải khó khăn như vậy. Nếu không, hắn thân là Đấu Thiên Chiến Hoàng, cho dù thế nào cũng không đến mức bị một cái ảo cảnh thất tội làm cho chật vật như vậy, còn phải tự trảm một phần nguyên thần mở đường máu thoát thân. Sau khi lý vô song tiến vào cung điện huyết sắc, hắn bất ngờ nhìn thấy một cái hồ, trong hồ nước minh mông này có chất lỏng bảy màu sặc sỡ. Chúng tản ra năng lượng thất tội nồng đậm, ở trong hồ còn có một chùm những tia sáng bảy màu sặc sỡ. Xuyên qua chúng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng đen, là ma kiếm thất tội. Đôi mắt Lý Vô Song phút chốc rực sáng, tản mát ra quang hoa rực rỡ. Hắn có thể cảm giác được cái bóng mờ trong luồng ánh sáng kia đang tỏa ra hơi thở uy nghiêm đầy khủng bố. Có thể nói, nếu như hắn lấy được ma kiếm thất tội. So với đấu thiên thần kích thì ma kiếm thất tội thậm chí còn đem lại cho hắn nhiều trợ giúp hơn. Đấu thiên thần kích của hắn chỉ là chuẩn tiên khí, mà ma kiếm thất tội chính là tiên khí chân chính. Lý Vô Song có chút khẩn cấp, mà ngay vào lúc hắn định ra tay, một giọng nói nhàn nhạt. nhạt. Mang theo cảm giác trầm thấp khàn khàn vang lên từ phía sau. Ma kiếm thất tội, đích xác là vô cùng bất phàm. Cùng lúc đó, một đòn đại thủ ấn pháp tác oanh kích mà đến, ngăn lý vô song lại. Lý vô song cũng chỉ còn cách xoay ngược tay, va chạm cùng với kẻ bí ẩn đó. Hừ, lý vô song bị đánh lùi ra sau, rên lên một tiếng đầy đau đớn, khí huyết trong ngực sôi trào. Cũng không phải do hắn quá yếu, mà là bởi hắn mới vừa tự trảm nguyên thần nên còn rất yếu. Nhưng đối với Lý Vô Song mà nói, đáng ra hiện tại dù đã rơi vào thế yếu, lấy thực lực của hắn cũng đủ để hạ gục những kẻ cùng thế hệ. Nhưng người ra tay lại làm cho sắc mặt hắn triệt để ngưng đọc. Thanh đồng quỷ diện, tóc bạc như xương, đó là quân tiêu giao, nhưng chỉ có một mình hắn hiện thân, vì không để cho thân phận quân tiêu giao bị ai phát giác. Đông Phương Ngạo Nguyệt cố ý kéo giãn khoảng cách với hắn. Các hạ, người thật sự muốn đối địch với ta, Lý Vô Song cau mày, nói nghiêm túc, cho dù đổi lại trước mặt là hai kẻ sở hữu bản nguyên của ma quân, mục lan ra cùng cổ nhiệt thì lý vô song cũng sẽ không mảy may kiêng kỵ gì. Cho dù là ở vào giai đoạn yếu thế do tự trảm nguyên thần, hắn cũng sẽ không chút kiêng kỵ. Nhưng Duy chỉ có khi đối mặt với nam tử tóc bạc thần bí này, trong lòng hắn luôn kiêng kỵ. Đó là một kiểu phản ứng từ bản năng, đối địch với ngươi, ngươi thì tính là cộng hành lá gì à? Quân tiêu giao hơi hơi nghiêng đầu, giọng điệu đạm mạc hỏi lại cho dù là lý vô song ở trạng thái toàn thịnh cũng đừng nghĩ đến chuyện tạo thành uy hiếp gì đối với hắn chớ nói chi là lý vô song trước mắt đã tự chảm nguyên thần yếu đến mức quân tiêu giao cũng không nhẫn tâm bắt nạt hắn đại oan chủng này thật sự là có chút quá thê thảm rồi ngươi sắc mặt lý vô song trầm xuống lạnh lẽo như băng hắn đường đường là đấu thiên chiến hoàng lại bị xem như là cọng hành nào trêu chọc ta ngươi tuyệt đối sẽ phải hối hận trong mắt Lý vô song lập tức lóe ra hàn quang, đầy uy hiếp nói: tìm đường chết. Quân tiêu giao thản nhiên lắc đầu, cũng lời nói nhảm với tên này, trực tiếp vung tay. Lý vô song cũng ra tay, quân tiêu giao cũng chẳng thi triển ra chiêu thức thần thông mang tính biểu tượng gì, bởi vì trạng thái của Lý vô song trước mắt hắn đây căn bản cũng không cần hắn dùng đến chiêu thức quá mức cường đại gì cả, cho nên quân tiêu giao liền thi triển chiến thần đồ lục đã lâu không dùng đến, đây cũng là thần thông quân tiêu giao lần đầu ký được trong đó có các tán thủ thần thông như chiến bi thủ bàn sơn ấn hư không chấn cũng có loại tinh diệu như đấu chiến thánh pháp vô cùng thần thông có thể phá giải và bắt trước chiêu thức của đối thủ lý vô song dù cho có ở thời kỳ toàn thịnh khi chiến đấu với quân tiêu giao cũng hoàn toàn không có phần thắng chứ đừng nói là hiện tại và đừng quên quân tiêu giao hiện tại đang ở trong hình thức hắc ám nói cách khác lấy thực lực bản thân hắn hoàn toàn chiếm trọn ưu thế trước lý vô song dưới tình huống như vậy thì tình trạng của Lý Vô Song là có thể tưởng tượng được. Phụt, một búng máu phun ra, thân hình Lý Vô Song loạn choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực lực của hắn làm thế nào lại mạnh như vậy được? Thậm chí còn cho ta cảm giác hắn hoàn toàn không thua kém gã vân tiêu kia. Vẻ mặt Lý Vô Song hiện lên một tia dữ tợn mỗi ngày ở chỗ quân tiêu giao chịu lép vế còn chưa tính. Hiện tại dù đã lẻn vào mặt pháp giới, vậy mà vẫn còn phải ăn quả đắng hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, mà sau một khắc lơ là, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý. Vị nam tử tóc bạc có quỷ diện thanh đồng này, đối với hắn có sát tâm. chương 2711, trở thành thú vui tiêu khiển. Cái này, Lý Vô Song cắn chặt răng, hắn đã phải trả giá bằng cách tự trả nguyên thần, nên đương nhiên có chấp niệm sâu sắc với việc có được ma kiếm thất tội. Nhưng hiện tại hắn đã lâm vào tình huống nguy hiểm đến sinh mạng. Hơn nữa, tuy hắn có liều chết tiến lên cũng không chắc chắn lấy được ma kiếm thất tội. Cho nên Lý Vô Song lại như thường ngày, cực kỳ quen thuộc mà lựa chọn một chữ. Chạy, nhìn thấy Lý Vô Song muốn chạy trốn, quân tiêu giao tự nhiên cũng vui vẻ thả cho hắn đi. Dù sao say này lúc không có việc gì làm, có thể đi ngược đãi Lý Vô Song, tìm chút vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến, đã từng là cuồng nhân một đời của giới hải, đấu thiên chiến hoàng. Hiện tại lại hoàn toàn biến thành thú vui tiêu khiển của quân tiêu giao nhìn thấy Lý Vô Song bị thương bỏ chạy, quân tiêu giao cũng không đuổi theo nữa, mà chỉ trong chốc lát, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng đi vào, nàng nhìn về phía quân tiêu giao, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ sáng ngời. Không hổ là nam nhân nhà nàng, ngay cả đấu thiên chiến hoàng thanh danh chấn động cả giới hải, cũng bị hắn dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. Đây là ma kiếm thất tội sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt lại đem ánh mắt nhìn về phía trong luồng ánh sáng chói loa kia. Mà đúng lúc này, một tiếng cười nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên vang lên cuối cùng cũng thấy được, mà kiếm thất tội. nghe được giọng nói đó, trong đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện lên một tia sát ý cùng lãnh ý, mà ánh mắt của Quân Tiêu Giao cũng mang theo một tia đạm mạc. người tới, đương nhiên là Mục Lang Gia. Mục Lang Gia mặc một bộ hoa phục màu đen, gương mặt hắn anh tuấn, chính giữa mi tâm là một cái hoa văn cổ xưa màu đen, cả người tản mát ra một loại hơi thở hắc ám, thâm thúy như hắc động. đôi đồng tử của hắn cũng là màu đen thâm thúy, dường như thấu triệt tận xương cốt khiến cho người ta dù chỉ mới nhìn thoáng qua, linh hồn cũng giống như bị cuốn vào trong đó. Mà ngay sau khi mục lang ra hiện thân, bên kia, một nam tử toàn thân khí chất nghiêm nghị lạnh lùng cũng xuất hiện. Chính là một người sở hữu bản nguyên ma quân khác, cổ nghiệt. Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét một vòng, cố ý dừng lại trên người quân tiêu dao một lát, khẽ nhíu mày. Ở đây, tuy rằng bất luận là đông phương ngạo nguyệt, hay là mục lang gia đều cực kỳ cường đại, thập phần nguy hiểm. Nhưng ngược lại là vị nam tử tóc bạc bí ẩn mang thanh đồng quỷ diện lại là người mang đến cho Cổ nhiệt một loại cảm giác áp bách nhất. Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lúc này, một giọng nói lại vang lên, nơi đây thật đúng là náo nhiệt quá đi. Một công tử tuấn mỹ cầm quạt xếp trong tay bất ngờ xuất hiện. Đây là công tử Tô, không, phải gọi hắn là Tô Linh Vật, nàng cũng chỉ là nữ cải nam trang, lần này, ngoại trừ Lý Vô Song đã sớm bị loại ra. Những người mạnh nhất tiến vào Thất Tuyệt vực đều tụ hội đầy đủ ở đây bầu không khí nhất thời rơi vào một khoảng lặng nặng nề, giống như thời gian đang bị ngưng động vậy. Mà Mục Lang Gia là người dẫn đầu phá vỡ sự trầm mặc một ngạt này. Trước tiên hắn lia mắt nhìn về phía luồng sáng thất tội trói lóa phía đằng kia, trong mắt mang theo dã tâm nhất quyết đoạt lấy. Sau đó ánh mắt hắn mới rơi vào trên người của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Trong ánh mắt có một tia lửa nóng không hề che giấu. Trước tiên không nói đến thân phận đặc thù là mạch ma hậu của Đông Phương Ngạo Nguyệt, thì bản thân nàng vốn dĩ cũng đã là một đại mỹ nhân cực kỳ quyến rũ. Mục Lang gia, nếu có thể vừa có được nàng vừa có được Ma kiếm thất tội, thì về cơ bản, vị trí truyền nhân của Ma quân là không chạy thoát khỏi tay hắn. Mà khác với ánh mắt nóng bỏng của Mục Lang gia, ánh mắt Đông Phương Nạo Nguyệt nhìn Mục Lang gia giống như đang nhìn một con dẹp. Nàng vừa cùng Quân Tiêu Dao đâm thủng cửa sổ giấy, lộ ra nội tâm, cũng không muốn bởi vì một Mục Lang gia sẽ lại ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại của nàng và Quân Tiêu Dao. Tuy rằng nàng rất được hoan nghênh ở khắp mọi nơi, mà quân tiêu giao cũng sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của mẫu thân nàng, nên Đông Phương ngạo nguyệt trong việc đối đãi tình cảm lại vô cùng nghiêm túc, hơn nữa nàng lại cực kỳ bảo thủ. Một đời, một kiếp, một đôi, nếu nàng đã nhận định một nam nhân nào đó, vậy thì đối với những nam nhân khác, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều thêm một cái. Lại càng không muốn khiến cho quân tiêu giao có một chút hiểu lầm, hoặc là gây cho hắn cảm giác không thoải mái gì. Trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt, khiến cho nam nhân nhà mình an tâm chính là chức trách và là bổn phận quan trọng nhất của nữ nhân. Cho nên, đối mặt với ánh mắt chứa tia lửa đầy nóng bỏng của Mục Lang gia, Đông Phương Ngạo Nguyệt cất giọng mang theo tia sát ý, lạnh lùng nói, người muốn chết. Ha ha, Ngạo Nguyệt, cần gì phải kháng cự như vậy chứ? Mục Lang gia nhướng mày, câm miệng, người không có tư cách gọi tên ta như vậy. Đông Phương Ngạo Nguyệt ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng mà ngay khi nàng nảy lên sát tâm muốn ra tay với mục lang gia đột nhiên một cánh tay vươn ra nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng đó là quân tiêu dao đông phương ngạo nguyệt sửng sốt và cũng có chút ngoài ý muốn khi hai người đơn độc ở riêng làm như vậy cũng không có việc gì phải kiêng kỵ nhưng hiện tại còn có những người khác ở đây điều này làm cho đúng nhan tuyệt sắc dưới mạng che mặt của đông phương ngạo nguyệt hơi nóng lên ngạo nguyệt cần gì phải bực bội với một con cóc như vậy không đáng đâu Quân tiêu giao thản nhiên cười nói, chương 2712, chiến đấu với mục lang gia. Mục lang gia nhìn thấy một màn như vậy, đầu óc ong ong lên, chấn động như vừa bị lừa đá. Đây là chuyện gì vậy? Nam tử tóc bạc lai lịch thần bí này, như thế nào bỗng nhiên cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt? Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Đông Phương Ngạo Nguyệt chẳng những không cự tuyệt, ngược lại thân thể mỹ nhân mềm mại còn dịu ngoan mà áp sát lại gần hắn. Sắc mặt mục lang gia đầu tiên là đỏ lên, sau đó là phiếm tím, Tiếp theo chuyển sang xanh mét, cuối cùng là một mảnh màu đen như đáy nồi. Náo loạn nửa ngày, hắn rốt cuộc lại chính là một tên hề nhảy nhót. Không, thậm chí ngay cả một tên nhảy nhót cũng không bằng. Một tên hề nhảy nhót còn có thể đạt được một chút niềm vui và nụ cười, mà Đông Phương Ngạo Nguyệt đối với hắn cũng chỉ có chán ghét cùng sát ý nồng đậm. Cổ Nghiệt mắt cũng lộ ra một tia dị sắc, tuy lấy tính cách của hắn thì cũng không có ý nghĩ gì đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt vốn có thân phận đặc thù, là đối tượng mà bất kỳ người nào sở hữu bản nguyên ma quân đều cần phải lôi kéo. Mà Tô Linh Vận, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó lại lộ ra một tia tò mò, giống như ăn được một quả dưa lớn vậy, thiếu chủ đế tộc Vân Thị và đại tiểu thư đế tộc Đông Phương. Cũng không khỏi quá mạnh bạo rồi, người cầm đầu thế hệ trẻ của hai đại đế tộc thì ra là lại có loại quan hệ này. Theo lý thuyết, đây là tin tức đáng lẽ đã được truyền đi khắp mọi nẻo đường của giới hải xem ra là bọn họ đã che giấu quá sâu rồi cái này giống như là kết hôn giữa các nhà tài phiệt vậy không đến thời khắc quan tuyên cuối cùng thì không có khả năng để lộ ra tin tức gì ta đây xem như là ăn phải một miệng đầy cẩu lương sao tô linh vẫn nhìn quân tiêu dao đang ôm eo đông phương ngạo nguyệt ánh mắt lộ ra một tia cổ quái ngươi rốt cuộc là ai nhìn quân tiêu dao tay thân mật ôm eo nữ thần hắn nằm mơ cũng khó có thể mơ tới sắc mặt mục lan ra hoàn toàn trầm xuống một luồng lực lượng hắc ám mơ hồ ở trong cơ thể hắn dần dần nổi lên lúc trước oản nhi đã nói với hắn mục lang gia này lai lịch bất phàm đã chiếm được truyền thừa của một cường giả cổ xưa cho nên mới có thể trở thành người sở hữu nguyên bản của ma quân nhưng cái gì mà cường giả truyền thừa chứ ở trong mắt quân tiêu dao cũng chỉ đến như vậy ngươi không có tư cách biết quân tiêu dao thản nhiên đáp thôi được trước khi lấy được ma kiếm ta phải diệt trừ tên trướng mắt nhà ngươi mục lang gia không nhịn được ra tay trong mắt hắn, bản thân Đông Phương Ngạo Nguyệt chính là một nữ cường nhân. Cô hẳn là có thiên tính ái mộ cường giả, chỉ cần hắn có thể biểu hiện ra chiến lược mạnh hơn quân tiêu giao. Có lẽ có thể xoay chuyển cảm giác của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mong muốn đơn phương của một mình mục lang ra mà thôi. Hắn trực tiếp ra tay, giơ tay lên chính là cường chiêu, âm phong khủng thổi quét, xương đen cuồn cuộn. Cái này và màn xương ở vô nhân khu không phải một loại giống nhau truyền thừa của cường giả đặc thù đến từ hắn mang theo một luồng hơi thở hắc ám bao trùm có thể nói một chiêu này tung ra là cũng đủ để quét ngang một đám thiên kiêu ngươi muốn chết thấy mục lang ra chủ động ra tay với quân tiêu dao đông phương ngạo nguyệt lập tức được khơi dậy bản năng hộp phu trong mắt bắn ra những tia sát ý lạnh lẽo để ta tới đi quân tiêu dao mỉm cười buông cánh tay đang ôm eo nhỏ của đông phương ngạo nguyệt ra sau đó nhẹ nhàng một trường vung lên pháp tắc thần huy vạn trưởng những luồng ánh sáng chói lóa bỗng chốc bao trùm cả tòa cung điện huyết sắc này. Cường chiêu mục lang ra tung ra, trong nháy mắt đã bị phá giải hoàn toàn. Có chút này nọ đấy, tuy mục lang ra ôm sát ý với quân tiêu giao, nhưng cũng không ôm ý niệm khinh thường đối phương một chút nào. Hắn lại ra tay, há miệng quát, đây là phát ra một loại âm tiết cực kỳ cổ quái. Đây là một loại thiên âm cổ xưa, không, có lẽ nên gọi là ma âm mới thích hợp, giống như trong Phật môn có một ít Phật âm có thể gây ảnh hưởng đến thần hồn, trong đạo môn cũng có một ít đạo âm huyền diệu. Mà loại ma âm này lại thập phần cổ quái, chẳng những uy lực cường tuyệt, khiến cho hư không giống như là muốn sụp đổ đi vậy. Hơn nữa còn là một loại ma âm gây nhiễu loạn sức mạnh tinh thần. Nhưng bất luận là chiêu thức kỳ lạ đến mức nào, thì đối với quân tiêu giao mà nói, tất cả đều là vô dụng. Trong đầu quân tiêu giao, nguyên thần thần thông thi triển ra pháp tướng Đại Phật Như Lai. Phật quang chiếu dọi chư pháp giới, hết thảy những ma âm tà ma đều không thể gây nhiễu loạn tâm thần của hắn được nữa. Hừ, là thần thông Phật môn, Tô Linh Vận vừa nhìn đến, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc vô cùng. Quân tiêu giao thân là trưởng lệnh giả của nho môn, lại thông thạo cả thần thông của Phật môn. Điều này không khỏi khiến cho Tô Linh Vận có chút bất ngờ. Tuy rằng nàng đã nghe nói qua đủ loại sự tích yêu nghiệt của quân tiêu giao, nhưng so với việc được tận mắt nhìn thấy, vẫn là không giống nhau chẳng lẽ châm ngôn mà đạo hoàng đại nhân lưu lại là thật ư tam giáo quy nguyên ở tương lai có thể sẽ xuất hiện một người triệt để đem tam giáo chi đạo thăng hoa đạt đến một cảnh giới mới tô linh vận thầm nghĩ trong lòng loại tam giáo quy nguyên này cũng không phải là loại tình huống như đấu thiên chiến hoàng đấu thiên chiến hoàng nghiêm túc mà nói cũng chỉ là tam giáo đồng từ mà thôi chỉ lĩnh mộ được một ít gia lông của tam giáo nhưng nói đến tam giáo quy nguyên như vậy còn kém quá xa nhưng nói ngược lại chỉ mới lĩnh ngộ mộ một chút ra lông đã có thể xuất hiện một loại tồn tại cường đại như đấu thiên chiến hoàng. Như nếu nếu có người chân chính lĩnh ngộ được chân lý của tam giáo quy nguyên, vậy thì người đó chẳng phải sẽ trở thành một tồn tại không cách nào tự mường tượng ra hay sao? chương 2713, tam giáo quy nguyên, nhìn nát mục lang ra. Nói thật, cho dù là tô linh vận cũng muốn đi theo con đường này. Thiên tư của nàng cũng rất yêu nghiệt, nếu không cũng sẽ không trở thành đại sư tỷ của đạo môn, lại càng không được người đời xưng là truyền nhân của đạo hoàng nhưng dù vậy tam giáo quy nguyên đối với tô linh vận mà nói cũng là khó khăn trồng chất khó khăn không phải là thứ mà một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ được nhưng mà khi nhìn thấy quân tiêu giao bản năng trong đầu tô linh vận lại nảy ra một ý nghĩ nếu như là người như quân tiêu giao thì có lẽ cũng không phải là không có khả năng giờ phút này quân tiêu giao đương nhiên không biết tô linh vận đang nghĩ gì sau khi tung ra pháp tướng đại nhật như lai ma âm kia cuối cùng cũng không gây ảnh hưởng đến hắn chút nào nữa. Thần thông Phật môn, người rốt cuộc là ai? Thấy quân tiêu giao tung ra chiêu thức của Phật môn, sắc mặt mục lang ra đột một biến sắc. Chém giết người trong Phật môn sau đó lấy được, không được sao? Quân tiêu giao thản nhiên nói, hắn lại lần nữa ra tay, tiện thể tìm tòi đôi chút. Lực lượng pháp tắc ngưng kết, hóa thành hàng ngàn hàng vạn pháp tắc thần liên, xuyên thủng hư không, vây quanh mục lang ra. Mục Lang ra thấy thế, trực tiếp phung ra một thanh hắc ám thiên đao. Phía trên thân đao được điêu khắc phủ văn huyết sắc quỷ dị, nhìn qua liền biết đã tắm qua không ít máu tươi. Đây là binh khí Mục Lang ra tự mình tế luyện, cũng là đồ hắn lấy được từ trong di tích của cường giả kia. Hắc ám thiên đao xuất ra những lưới đao khí bén nhọn, đem những pháp tắc thần liên kia hoàn toàn chặt đứt. Sau đó một đường đi lên, nhắm vào đầu của quân Tiêu giao chém thẳng xuống, hư không lập tức xuất hiện một vết nước kinh người. Quân tiêu giao thấy thế, lại chỉ đơn giản giơ tay lên. Dùng tay không chặn đứng hắc ám thiên đao. Muốn chết, thấy quân tiêu giao hành động như vậy, trong mắt mục lang ra bắn ra hàn quang mang theo lãnh ý nồng đậm. Đây là đang xem thường hắn ư, nhưng sau đó, mục lang ra lập tức trợn tròn mắt. Quân tiêu giao một trường bắt lấy hắc ám thiên đao, đừng nói gì đến chuyện chảy máu, thậm chí bàn tay và làn da của hắn hoàn toàn chẳng có lấy một chút thương tổn nào. Giữa chỗ va chạm cũng không có tia lửa kim loại bắn ra. Đây là, đây là loại cơ thể gì vậy? Mục lang ra ngây người, mà tô linh vận, đồng tử cũng lóe lên. Không hổ là thiên tiên thánh thể đạo thai vô song trong truyền thuyết vạn cổ. Nàng đã nghe qua chiến tích của quân tiêu giao tại Bích Lũy Tam Hoàng. Lúc đó quân tiêu giao để lộ ra uy năng cường đại của thiên tiên thiên thánh thể đạo thai, khiến cho cả giới hải chấn động một phen. Nhưng quả là chăm nghe không bằng một thấy. Hai mắt trực tiếp nhìn thấy mới biết được thân thể thiên tiên thiên thánh thể đạo thai rốt cuộc có bao nhiêu biến thái cùng yêu nghiệt nhưng Mục Lang gia hiển nhiên là không biết, không đợi hắn kịp thời phản ứng lại, nhưng thấy quân Tiêu Giao thúc đẩy lực lượng của thế giới Tu Di trong cơ thể, sau đó đột ngột dùng sức một cái, bùm, thanh đao này trực tiếp bị bóp vỡ, nổ tung, hóa thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Mục Lang gia tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không tránh kịp, một ít mảnh vỡ đâm vào bên trong cơ thể, gây nên những cái lỗ máu. đáng chết, Mục Lang gia có chút xấu hổ hắn vậy mà lại mất hết mặt mũi ở trước mặt đông phương ngạo nguyệt như vậy hắn vội vàng thi triển bí thuật giúp cho thân thể của mình khôi phục dần dần đồng thời cũng tung ra nhiều thủ đoạn mạnh mẽ hơn từ trong đôi đồng tử đen như mực của hắn phù văn màu đen kỳ dị chậm rãi hiện ra ngưng tụ thành ma quang đen ngòm đầy kinh khủng phàm là những nơi nó đi qua cả hư không giống như bị hủy diệt hoàn toàn đây là loại ánh sáng hủy diệt khủng bố và mạnh mẽ hơn nhiều có thể trôn vùi toàn bộ vật chất nhưng trong lòng bàn tay quân tiêu dao có một vầng sáng không ngừng phun ra nuốt vào mang theo một luồng sức mạnh cuồn cuộn đây là thượng thương kiếp quang ánh sáng thương kiếp rực rỡ không gì sánh bằng giống như một ngọn thần hỏa có thể thiêu đốt hết thảy vật chất va chạm với luồng sáng đen ngòm hủy diệt kia bỗng chốc hai luồng ánh sáng đen trắng chói lòa bao phủ lên khắp mọi ngõ ngách nơi đây giống như đang muốn lóe mù mắt người mà sau đợt va chạm chiêu thức kia mục lang ra phát ra một tiếng kêu thảm thiết ánh sáng hủy diệt của hắn không địch nổi thượng thương kiếp quang của quân tiêu giao, trực tiếp bị xuyên thủng rồi tan rã. Hơn nữa lại còn đánh trúng đầu vai của hắn, máu thịt đều bị lộ ra, xương cốt trắng bệch đều có thể nhìn thấy rõ. Vậy mà có thể ngăn cản ư, quân tiêu giao nhướng mày, hắn chẳng qua chỉ là tùy ý ra tay mà thôi, nhưng không ngờ đến việc mục lang ra có thể ngăn cản một chiêu tùy ý của mình. Tuy rằng hậu quả phải nhận cũng vô cùng thê thảm, ngươi thật sự đáng chết, vẻ mặt mục lang ra vạn vẹo, mang theo sự phẫn nộ vô biên. Tuy xuất thân của hắn cũng không phải người cao quý gì, nhưng hiện tại thân phận của hắn tốt xấu gì cũng không phải dạng tầm thường. Vậy mà lại chật vật đến mức này, hắn không có cách nào chấp nhận được chuyện này. Ngay sau đó, Mục Lan ra toàn thân giấy lên hơi thở, mang theo lực lượng pháp tắc hắc ám sụp đổ. Hắn bắt đầu thi triển chiêu thức mạnh nhất, mà quân Tiêu Giao cũng không ngăn cản hắn, chỉ thản nhiên dương mắt nhìn, giống như đang xem tên hề nhảy nhót trên sân khấu biểu diễn mà thôi mà sau khi mục lang ra hội tụ toàn bộ sức mạnh, toàn bộ tòa cung điện huyết sắc đều bị bao phủ bởi hàng trăm ngọn gió lớn. Mây mù âm u mãnh liệt mà cuồn cuộn từ trong cơ thể mục lang gia trào ra, giống như khói báo. Nó giống như là bóng đêm dần dần bao trùm lấy một mảnh đất trời. Thân thể của quân tiêu giao trực tiếp bị nhấn chìm trong luồng khí hắc ám kia. Thấy một màn như vậy, ánh mắt cổ Nhiệt lóe lên. Nếu như mục lang gia có thể cùng với quân tiêu giao chiến đấu đến mức ta chết người sống, đối với hắn thì đây đương nhiên là tình huống có lợi nhất. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt, vẻ mặt ngược lại hết sức bình tĩnh, thần sắc không mảy may biến hóa. Không phải nàng không lo lắng cho quân tiêu giao, mà là nàng biết rõ, căn bản là không cần lo lắng gì. Giờ phút này xung quanh quân tiêu giao đều là một vùng tăm tối, ngẩng đầu không thấy chút ánh sáng nào. Nhưng hắn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, không có động tác gì. chương 2714, Tam Giáo Quy Nguyên, nhìn nát mục lang ra. Trong bóng tối, truyền đến âm thanh lạnh lẽo mang theo hận ý của mục lang gia. Hừ, bị nhốt vào ma cảnh hắc ám của ta mà còn có thể bình tĩnh như thế, người đến chết cũng không biết bản thân sẽ chết như thế nào đâu. Quân tiêu giao vẻ mặt ung dung, ma cảnh hắc ám đem lại cho hắn cảm giác giống như một loại dị tượng nào đó, lại giống như cả một lãnh địa nào đó vậy. Thậm chí còn có khả năng che giấu cảm giác thần hồn vô cùng hiệu quả. Có thể nói rằng, nếu như một thiên kiêu bình thường bị lạc vào trong này, như vậy hoàn toàn sẽ trở thành một con ruồi không đầu. Nhưng đối với một quân tiêu giao mà ngay tại vô nhân khu đều có thể tùy ý hành động, tùy ý cảm giác mà nói. Hắn rất muốn hỏi một câu, chỉ có vậy thôi sao? Vụt, phía trước, một bóng người đột ngột xuất hiện, đánh một trưởng về phía quân tiêu giao. Mà quân tiêu giao ánh mắt lóe lên, một tay vung ra, bóng người này trực tiếp tan giã. Có một luồng ánh sáng khủng bố, từ phía sau lưng quân tiêu giao đánh úp tới. Quân tiêu giao dường như đã sớm dự đoán được, khởi động pháp lực miễn dịch vòng thần chiêu thức này lập tức tan rã. Hả, hiển nhiên, ngay lúc này, mục lang gia đang núp trong bóng tối cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, từ trong bóng tối, hàng trăm hàng ngàn bóng người chen chúc nối đuôi nhau xuất hiện. Thật bất ngờ, tất cả đều là mục lang gia. Ta xem ngươi làm sao mà phân biệt được nào. Hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh mục lang gia đồng thời hét lớn. Quân tiêu giao cũng chỉ cười nhạt rồi khẽ lắc đầu. Loại trò hề này, đối với hắn mà nói thật sự là có chút buồn cười. Sau một khắc, một làn sóng thần hồn cuồn cuộn khủng bố từ trong thức hải của quân tiêu giao sông ra, quét ngang bốn phương mười hướng. Đây chính là sự cường đại áp đảo của một thần hồn thuộc về cấp hằng sa đại viên mãn. Chỉ trong chốc lát, tầng tầng ảo ảnh bị quét tan, chỉ còn lưu lại một bóng người mơ hồ. Làm sao có thể như vậy được, lực thần hồn của ngươi, mục lang ra trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc hét lên. Hắn vốn cho rằng quân tiêu giao chỉ am hiểu thân thể. Cho nên, mới xuất ra loại chiêu thức át chủ bài này, ý đồ muốn vắt kiệt chết hắn. Kết quả thì lực thần hồn của quân tiêu giao lại bất ngờ vượt xa khỏi dự đoán của hắn, có thể nói là gây chấn động cực kỳ lớn cho hắn. Quân tiêu giao lười phải rong dài nhiều lời, bước chân đạp mạnh xuống đất giống như con lại thành tắc, trực tiếp vào tới trước mặt mục lang gia. Sau đó liền nện ra một quyền. Tuy mục lang gia đã vận toàn lực hòng ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn bất lực phun ra một búng máu, dường như đã bị tổn thương vô cùng nặng nề. Mà ở bên ngoài những gì mà đám người đông phương ngạo nguyệt tô linh vận cùng cổ nghiệt quan sát được chính là một bóng người từ trong màn xương đen cuồn cuộn kia bị ném bay ra ngoài đó chính là mục lang gia làm thế nào lại như vậy cổ nghiệt lại nhíu mày chặt hơn hắn và mục lang gia đương nhiên không đứng cùng một phe hắn là nhất mạch của huyên hoàng mà mục lang gia là nhất mạch của tà chủ vì vậy nên trước đó bọn họ cũng đã từng có mấy lần giao chiến qua đối với thực lực của mục lang gia hắn vẫn rất rõ ràng Tuy không thể khẳng định thực lực của hắn có thể đàn áp được tất cả đồng niên cùng thế hệ, nhưng Mục Lang gia tuyệt đối nằm trong nhóm những người đứng đầu. Mà thực lực của hắn như vậy, lại còn phải chật vật đến như thế. Bên kia, màn xương đen chậm rãi tan, bóng dáng quân tiêu giao đằng xa dần dần lộ rõ, chẳng những trên người hắn không có một chút dấu vết đánh nhau nào. Mà thậm chí ngay cả góc áo cũng vô cùng ngay ngắn chỉnh tề. Như vậy rõ ràng không hợp thói thường chút nào, đem đi so sánh với mục lang gia, quả thực hai người đúng là một trời một vực, khác biệt với cùng. Thậm chí còn không có đủ khả năng để đem lên bàn cân mà so sánh nữa. Mục lang ra, trên cằm nhoe nhoét đầy máu tươi, đầu vai gấy, xương cốt trong cơ thể đều bị đánh cho nát vụn hết cả. Khóe mắt hắn nhảy lên đầy dữ tợn, nếu không phải trong một khoảnh khắc cuối cùng hắn kịp thời vận năng lượng của bản nguyên của ma quân bảo vệ thân thể. Thì một quyền kia của quân tiêu giao cũng đủ để hắn ngã xuống. Mà hiện tại thì đừng nói đến chuyện sẽ chiến thắng quân tiêu giao nữa ngay bây giờ hắn cảm giác được một luồng hơi thở nguy hiểm đến sinh mạng đầy nồng đậm cổ nhiệt còn có một huynh đài khác nữa chúng ta bây giờ liên thủ với nhau bằng không thì ma kiếm sẽ bị tên này cướp đi mất mục lang gia nói ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này tô linh vận trong lốt hóa trang thành công tử tô khẽ cười nhạt một tiếng nếu bây giờ nàng xen vào thì có tác dụng gì đâu trước đó nàng cũng đã từng cùng với quân tiêu giao giao thủ qua tuy rằng chỉ là một hồi giao đấu ngắn nhưng nàng cũng tự mình hiểu rõ được muốn chiến thắng quân tiêu giao thì quả thật là chẳng có hy vọng gì. Cổ nghiệt, ta và người đều là người sở hữu ma quân bản nguyên, nếu chúng ta liên thủ, nhất định sẽ có hy vọng. Mục lang ra lại nhìn về phía cổ nghiệt, cổ nghiệt khẽ cao mày, ánh mắt trầm xuống, bây giờ trong lòng hắn đang xoắn suýt rối rắm vô cùng. Nói thật, bản năng nhận biết nguy hiểm của hắn luôn gieo inh ỏi mỗi khi chạm mặt quân tiêu giao. Thế nhưng, ma kiếm lại hấp dẫn hắn, nếu như hắn bỏ chạy thì sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội đoạt lấy ma kiếm ngay lúc trong lòng cổ nghiệt đang dối rắm như tơ vò. Quân tiêu giao thản nhiên nói, người cũng không cần trốn. Dứt lời, một tia sáng chói lóa ngưng tụ ở lòng bàn tay quân tiêu giao. Quy tắc hư không đan sen lẫn nhau, tạo nên pháp tắc. Cuối cùng hóa thành một bàn cờ, giam cầm cổ nghiệt ở trong. mười 2715, hình như phu nhân nhà ngươi muốn giết ta. Nhìn thấy bàn cờ, đồng tử cổ nghiệt nhất thời trường lớn, đồng tử co lại nhỏ như lỗ kim. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo khôn cùng hệt như rơi xuống hầm băng. Thì ra là ngươi, Cổ Nghiệt cũng chẳng xa lạ gì với chiêu thức thần thông này nữa. Bởi vì hắn đã từng bỏ trốn khỏi nó một lần, lần này ngươi không được may mắn như vậy nữa đâu. Quân Tiêu giao cất bước, tay vận lực lượng càn khôn bốn phương, bắt đầu chém giết Cổ Nghiệt. Lần này, Cổ Bích muốn chạy trốn là chuyện bất khả thi. "Giao hắn cho ta." Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng vươn tay ra, trong lời nói hàm chứa sát ý lạnh lẽo nàng đã sớm mất hết kiên nhẫn đối với tên thuốc cao da chó mục lang ra rồi. Được, quân tiêu giao cũng không quá quan tâm, có lẽ giá trị cuối cùng của mục lang ra cũng chỉ là bao cắt chút giận của đông phương ngạo nguyệt thôi. Cảm nhận được rõ ràng luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ đông phương ngạo nguyệt, sắc mặt mục lang ra trở nên khó coi vô cùng. Nếu như còn ở trạng thái toàn thịnh, hắn chắc chắn không phải kẻ yếu. Nhưng hiện tại hắn đã bị quân tiêu giao đả thương nặng nề. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt, thực lực không thể xem là yếu ớt, ngược lại còn mạnh mẽ đến đáng sợ vốn thiên tư của nàng đã xuất sắc hơn người hơn nữa còn được cử thiên huyền nữ của đế tộc đông phương đích thân dạy dỗ tu luyện nàng còn sở hữu cốt vạn đạo của đông phương hạo sau đó lại từ huyền hoàng vũ trụ đạt được linh tổ đế thân sau đó lại nắm trong tay ma quân bản nguyên và còn cả nguyên bản của ma hậu nữa có thể nói luận các loại cơ duyên thủ đoạn đông phương ngạo nguyệt cũng chỉ yếu hơn mỗi mình quân tiêu giao phóng tầm mắt ra toàn bộ giới hải nàng tuyệt đối là nhân vật được xếp vào top đầu những người năng mạnh nhất. Nếu như nàng hoàn toàn nghiêm túc thì cho dù là một mục lang gia toàn thân không có tổn hại gì cũng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nàng, chỉ có thể cắn răng uất hận mà thôi. Chứ đừng nói gì đến tình trạng hiện tại, đông phương ngạo nguyệt ra tay, đầy quả quyết và tàn nhẫn, thần thông uy năng càng làm cho mục lang gia phải trợn mắt kinh ngạc. Thì ra vị ma hậu này lại che giấu thực lực đến mức này. Mà bên kia, cổ nghiệt cũng ôm trong lòng nỗi khổ không cách nào tả hết quân tiêu giao ra tay gọn gàng và lưu loát, không hề có một chút gì lưỡng lự. Lại là ngươi, thì ra ngươi lại che giấu sâu như vậy. Cổ nghiệt kinh hãi không thôi, kẻ trước mặt hắn rốt cuộc là quái thai yêu nghiệt phương nào. Hắn có cảm giác như thế toàn bộ mặt nhật thần giáo đều bị quân tiêu giao tính kế, lâu nay chỉ biết chạy vòng vòng trong lòng bàn tay quân tiêu giao mà thôi. Quân tiêu giao tất nhiên là không buồn nhiều lời với cổ nghiệt. Cổ nghiệt tuy đã thi triển ra tất cả vốn liếng của mình bấy lâu nay, cố gắng thúc đẩy lực lượng ma quân bản nguyên. Nhưng thế thì sao, đối với quân tiêu giao, đây giống như việc châu chấu đá xe vậy. Qua một hồi lâu, cổ bích ở trong đó gào lên một tiếng không cam tâm, thân hình giải thể thành quân cờ giải rác, hình thần vẫn diệt. Mà bên kia, mục lang gia cũng đang chật vật vô cùng, manh nha bên bờ vực cái chết. Đông phương ngạo nguyệt, người là ma hậu, ta là ma quân, sau này chúng ta có cùng nhau ở mặt nhật thần giáo không tốt sao. Mục lang gia hét lớn ngu xuẩn mất khôn, trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ có vẻ lạnh lùng thường trực. Đã sắp chết đến nơi rồi còn ngu dốt chưa nhận ra hiện thực, ở đó mà ham muốn viển vông. Nàng lại ra tay, thần thông nghiền ép xuống người hắn. Cả người mục lang gia đều bị nổ tung, tuy khí vận mục lang gia vô cùng bất phàm, lại còn chiếm được truyền thừa của cường giả. Nhưng ở trước mặt hai người quân tiêu giao cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt thì cũng chỉ được xem như cặn bã ven đường mà thôi. Trước khi giết chết hai kẻ sở hữu bản nguyên của ma quân là Mục Lan Gia và Cổ Nghiệt, quân tiêu giao cùng với Đông Phương Ngạo Nguyệt đã đem bản nguyên của ma quân trong cơ thể bọn họ tinh luyện ra. Bản nguyên của ma quân trong cơ thể Mục Lan Gia rõ ràng là nhiều hơn Cổ Nghiệt. Cũng xem như sắp xỉ 19110 với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng bản nguyên của ma quân trong cơ thể quân tiêu giao còn nhiều hơn tổng số bản nguyên của ma quân của cả ba người Đông Phương Ngạo Nguyệt, Mục Lan Gia và Cổ Nghiệt sau khi cộng lại cho nên việc khúc hồng loan nói hắn là truyền nhân đã định sẵn của ma quân có lẽ cũng không phải là lời nói vớ vẩn nhưng trước khi sắp xếp cho số bản nguyên của ma quân này vẫn còn một việc cần phải làm ánh mắt đông phương ngạo nguyệt nhìn về phía công tử tô cũng chính là phải tô linh vận đôi mắt đẹp hiện lên tia sát ý nồng đậm trong đầu nàng hiện lên ý nghĩ muốn diệt khẩu mà ngay lúc đó tô linh vận cũng khẽ cười khổ giang hai tay ra ánh mắt chút vô tội nhìn về phía quân tiêu giao nói vân tiêu thiếu chủ phu nhân nhà ngươi hình như muốn giết ta. Nghe được lời đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt ngây ngẩn cả người, trong đầu chợt hiện lên dấu chấm hỏi. Việc này, Ngạo Nguyệt, đây cũng là người một nhà, quân tiêu giao lên tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Ngạo Nguyệt, thân hình của Tô Linh vận chợt xoay chuyển. Chút xuống vẻ ngoài nữ giả nam trang là công tử Tô, khôi phục lại diện mạo vốn có của bản thân. Tô Linh vận đoan trang thoát tục, thanh nhã vô song. Một thân đạo bào màu xanh, dáng người thon dài mảnh khảnh tóc đen như mực, buộc cao thành đuôi ngựa, cả người nàng toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống. Nàng giống như đóa phủ dung giữa làn nước trong trẻo, từng đường nét tinh tế dường như được bàn tay tạo hóa tỉ mỉ đẽo gọt. Có thể nói, tuy nơi đây có mỹ nhân tuyệt sắc đông phương ngạo nguyệt với dung mạo mỹ miều tỏa hào quang vạn trượng lấn át hết tất thảy. Nhưng Tô Linh vẫn cũng sở hữu cho mình một nét đẹp tràn ngập hơi thở trẻ trung và mỹ lệ riêng biệt. Đây là một vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt đẹp khuynh thế tuyệt luân, Giống như đóa mẫu đơn rực rỡ, điên đảo chúng sinh, mà Tô Linh vận thì như dòng suối mát trong chảy róc rách trong núi, ví von nàng là đóa liên hoa, thấm dần vào ruột gan, một nét đẹp tự nhiên, thanh nhã và thoát tục. Tận mắt nhìn thấy vị công tử Tuấn Mỹ trong nháy mắt đã biến thành nữ tử. Đông Phương Ngạo Nguyệt làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì? Chương 2716, nữ tử xinh đẹp mà kiếm thất tội. Vị này là, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, làm quen một chút đi, Tam Thanh đạo môn. Tô Linh vận. Tô Linh vận vươn tay, đầy tự nhiên và hào phóng. Đông Phương Ngạo Nguyệt đầu tiên là hơi sững sờ một lát, sau đó cũng mỉm cười đáp lại. Tuy là lần đầu tiên biết đến nhau, nhưng vừa rồi, Tô Linh vận đã nói với Quân Tiêu Dao rằng phu nhân của nhà ngươi muốn giết ta. Đông Phương Ngạo Nguyệt thật sự có chút hưởng thụ hai chữ phu nhân mà đối phương thốt ra đó. Tuy rằng nàng hiện tại tạm thời còn chưa sở hữu danh phận này. Thật có lỗi, là ta hiểu lầm rồi. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng vươn tay ngọc ra mỉm cười tươi giói lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Quân tiêu giao thấy vậy ngạc nhiên không thôi, từ khi nào mà một người như Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có thể lộ ra nụ cười như vậy với những người khác. Hắn đương nhiên không biết, hai chữ phu nhân của Tô Linh Vận đã đâm thẳng vào tâm ý sâu trong lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt. Hai bàn tay ngọc ngà nắm lấy nhau, đây cũng là một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Chỉ là tình huống hiện tại thì chẳng có ai có thời gian rảnh rỗi mà đi thưởng thức. Tô Linh Vận cũng giải thích đơn giản vài câu về chân tướng cho Đông Phương Ngạo Nguyệt hiểu. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng hiểu rõ, tuy nhiên Tô Linh Vận đã cũng giấu nhẹm đi một sót chuyện nhỏ không đáng kể. Tỷ như việc lúc cùng quân tiêu giao luận bàn, thân thể va chạm, hắn đã đánh vào ngực nàng. Vừa nói Tô Linh Vận còn âm thầm nháy mắt với quân tiêu giao. Giống như đang nói, ta là một người rất tinh tế phải không nào? Hoàn toàn không ở trước mặt phu nhân của nhà người ta ăn nói linh tinh cái gì cả quân tiêu giao cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như không nhìn thấy gì. Sau khi giải trừ hiểu lầm, Tô Linh vẫn nhìn về phía hai nguyên bản của ma quân đang trôi nổi giữa không chung, quay sang nói với quân tiêu giao. Tiêu giao, người hãy hấp thụ số nguyên bản của ma quân này đi. Tại ảo cảnh thất tội, sau khi cùng quân tiêu giao đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, Đông Phương Ngạo Nguyệt dường như đã thật sự biến thành một người nội trợ dịu dàng, một tiểu kiều thê ngọt ngào, hiền tuệ. Suy nghĩ đầu tiên, vấn đề không nằm ở việc thực lực của mình mạnh đi, mà là ở chỗ quân tiêu giao có cần đến hay là không. Không cần đâu, nguyên bản của ma quân trong cơ thể ta so với chút này còn nhiều gấp mấy lần. Ngạo Nguyệt, muội hãy luyện hóa đi chúng đi, quân tiêu giao nói với Tô Linh Vận, Tô Cô Nương, về chuyện chúng ta sở hữu ma quân bản nguyên, ta rất hy vọng ngươi sẽ không truyền chuyện này ra ngoài. Đó là chuyện đương nhiên, ta biết đây là một khâu trong kế hoạch của các ngươi chỉ cần có thể gây bất lợi cho mặt nhật thần giáo và có lợi cho tam giáo thì ta tất nhiên là ủng hộ cả hai tay. Tô Linh vận gật đầu nói, tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe thấy thế cũng không đắn đo từ chối nữa. Dù sao bây giờ giữa nàng và quân tiêu giao cũng không cần phải tỏ ra khách sáo gì nữa. Rất nhanh, Đông Phương Ngạo Nguyệt liền bắt đầu thúc hấp thu và luyện hóa hai nguyên bản của ma quân thuần túy này. Chật chật, Đông Phương cô nương quả thật là có chút ghê gớm quá đi. Ngoài việc thân mang bản nguyên ma hậu, lại còn là người sở hữu nguyên bản của ma quân nữa. Tô Linh Vận sau khi quan sát xong cũng phải líu lưỡi một phen. Có thể nói, trong tương lai Đông Phương Ngạo Nguyệt nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật nghịch thiên. Có thể cùng với Đông Phương Ngạo Nguyệt có chút giao tình, Tô Linh Vận tự nhiên cũng vui vẻ trong lòng. Tuy rằng danh tiếng của huyết công chúa tại giới hải không được tốt lắm, nhưng Tô Linh Vận cũng không để ý lắm. Bây giờ nàng ngược lại còn cảm thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt tính tình không tệ lắm, nào có lạnh lùng vô tình như trong lời đồn đâu. Nàng dĩ nhiên không biết bởi vì cách bản thân nói chuyện mới khiến cho Đông Phương Ngạo Nguyệt có thiện cảm tốt với mình. Trong lúc Đông Phương Ngạo Nguyệt đang hấp thu bản nguyên ma quân, Tô Linh vẫn nói ta ra ngoài cung thay các ngươi trông coi những người khác cho, đỡ cho bọn họ quấy rầy các ngươi. Tô cô nương, ma kiếm kia, quân tiêu giao thoáng trần chờ. Tô Linh vẫn lơ đến cười nói, không quan trọng đâu, thật ra ta vốn dĩ không nghĩ đến chuyện tranh đoạt ma kiếm gì đó. Mà nếu mặt nhật thần giáo có được nó thì không ổn, nếu như nó nằm trong sự khống chế của hai người thì ta đây cũng yên lòng hơn phần nào. Ít nhất thì các người đã chôn một viên lôi ở mặt nhật thần giáo rồi. Mà nếu như sau này các người có năng lực có thể khống chế mặt nhật thần giáo, nói không chừng thì tam giáo của ta còn có thể là chẳng phí một binh một tốt nào cũng giải quyết một cường địch. Đây không phải là chuyện vui vẻ nhất sao? Đông Phương Ngạo vừa cười vừa nói, gương mặt tràn ngập vẻ vui sướng. Quân tiêu giao không khỏi âm thầm cảm thán, vị đạo môn muội tử này, hào phóng, thoải mái, lại thấu hiểu hơn người. Hắn thích cùng những người như vậy hợp tác, không phải tốn công tốn sức gì. Vậy thì chuyện này đành phải làm phiền tô cô nương rồi. Quân tiêu giao nói, không cần khách khí như vậy, đạo môn bọn ta thích nhất là kết giao thiện duyên, nói không chừng sau này ta còn muốn ôm bắp đùi của vân tiêu thiếu chủ đấy. Đông Phương ngạo nháy mắt, mỉm cười đáp, sau này có gì khó khăn cần giúp đỡ, cứ việc tìm tới ta. Quân tiêu giao cũng sảng khoái đáp lại, một lời đã định nhé. Đông Phương ngạo xoay người biến đổi, một lần nữa lại trở thành công tử tô, bóng lưng dần đi xa. Quân tiêu giao cười khẽ một cái, đối với vị cô nương tính tình thoải mái, hào phóng, lại với cùng cởi mở như vậy, quân tiêu giao có rất nhiều hào cảm. Đương nhiên, là kiểu hào cảm bằng hữu bình thường mà thôi. chương 2717, nữ tử xinh đẹp, mà kiếm thất tội hai. Đến khi ánh nhìn của quân tiêu giao một lần nữa trở lại. Đông Phương Ngạo Nguyệt đã tạm thời luyện hóa xong nguyên bản của ma quân. Hơi thở của nàng, một lần nữa lại lên cao một đoạn. Thành công rồi, quân tiêu giao hỏi, ừm, đông phương ngạo nguyệt khẽ gật đầu, loại cảm giác thực lực tăng lên như vậy thật sự vô cùng phong phú. Mỗi một lần thực lực tăng lên, đều đại biểu rằng nàng đã tiến thêm một bước trên con đường báo thù. Như vậy thì tiếp theo, quân tiêu giao nói còn chưa dứt lời, bất ngờ nghe được một tiếng cười vang lên, quả là một màn thú vị, một giọng nữ đột một vang lên, quân tiêu giao cùng với đông phương ngạo nguyệt đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ còn có kẻ nào giấu mình trong cung điện này sao? Nhưng mà làm sao có thể được cơ chứ? Dù cho có người cố tình che giấu hơi thở thì nhất định cũng không chạy trốn được cảm giác thần hồn nhạy bén của quân tiêu giao. Không đúng, phương hướng thanh âm kia truyền đến là từ. Quân tiêu giao và đông phương ngạo nguyệt nhanh chóng rời tầm mắt, cuối cùng nhìn về phía trùm sáng thất tội ở chính giữa. Luồng ánh sáng chậm rãi tan rã, bóng đen mơ hồ nhìn thấy trong đó cũng dần dần hiện hình nhưng không phải là một thanh kiếm như trong tưởng tượng của bọn họ mà là một con người một nữ nhân có dung mạo tuyệt thế nữ nhân một thân khoác lụa đỏ dung nhan xinh đẹp đầy quyến rũ làn tóc dài óng mượt như thác nước đổ xuống rơi tán loạn ở trong hồ nếu phải nêu ra điểm khác biệt duy nhất giữa nàng và người bình thường thì chính là những ma văn quỷ dị mơ hồ nhìn thấy được khắc họa trên cơ thể nàng nhưng điều này chẳng những không làm giảm sút vẻ đẹp của nữ nhân này ngược lại còn khiến cho vẻ ngoài của nàng thêm phần mị hoặc bí ẩn ngươi là trong mắt của đông phương ngạo nguyệt lập tức dâng lên sát khí nữ nhân này xuất hiện ở đây nghĩa là nàng đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra nãy giờ đây là tin tức tuyệt đối không được phép để lộ ra vẻ ngoài bằng không thì kế hoạch của bọn họ sẽ gặp phải trở ngại vô cùng gian nan thế nhưng quân tiêu dao lại giơ tay ngăn đông phương ngạo nguyệt đang định tiến lên lại tiêu dao đông phương ngạo nguyệt nhìn về phía quân tiêu dao đây không phải là mục tiêu của chúng ta sao? Khóe môi của quân tiêu giao khẽ câu lên một đường cong. Đông phương ngạo nguyệt nghe vậy lập tức giật mình nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp ở giữa hồ nước kia. Người chính là, ma kiếm thất tội, khó có thể tưởng tượng, nữ tử vô cùng xinh đẹp trước mắt này lại là bội kiếm của ma quân, thất tội. Người này thú vị, nữ tử xinh đẹp nhìn về phía quân tiêu giao, trong mắt mang theo sắc hiếu kỳ và cảm thấy hứng thú. Đã rất lâu rất lâu rồi nàng chưa từng gặp qua loại người như vậy nhưng mà nếu như là khí linh thì sao lại có cảm giác không đúng lắm. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhíu Phượng Nghi, nếu như nữ tử xinh đẹp này là kiến linh thì hẳn nàng chỉ cần cảm nhận một chút thì sẽ có cảm giác. Dù sao khí linh và sinh linh chân chính cũng có sự khác biệt nhất định. Tuy nói khí linh tiên khí có khả năng càng giống người hơn so với khí linh bình thường. Nhưng chắc chắn vẫn có điểm phân biệt, nói như thế nào đây, nói nàng là khí linh cũng đúng, nói không phải cũng đúng. Ánh mắt quân tiêu giao thâm sâu dưới mặt nạ quỷ bằng đồng. Chuyện này, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có hơi sừng sốt, nàng cũng không phải là khí linh đơn thuần, hoặc là nói, nàng đã từng là một người. Quân tiêu giao nói, cảm giác của ngươi, quả nhiên không kém, nữ tử xinh đẹp khẽ mỉm cười, cái gì, người sống. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng bất ngờ, khí linh của ma kiếm thất tội đã từng là một người sống. Chẳng lẽ, mà quân kia cưỡng chế luyện hóa một người sống thành khí linh ma kiếm của hắn. Nghĩ tới đây, ngay cả Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng khẽ nhíu mày. Tuy nàng cũng lãnh khóc vô tình, có điều thủ đoạn của ma quân đúng là không thẹn với tên hắn. Ta tên thất tội yêu linh, đúng thật là khí linh của ma kiếm thất tội. Một nữ tử tên là thất tội yêu linh nói. Sau đó hắn nhìn về phía quân tiêu giao cùng đông phương ngạo nguyệt, đôi mắt lưu chuyển nói. Có nghĩ đến, vậy mà bọn họ lại giấu sâu như vậy, cũng có mưu đồ lớn như vậy với mặt nhật thần giáo. Nghe được lời kia, quân tiêu giao và đông phương ngạo nguyệt đều khẽ nhíu mày. Thất tội yêu linh biết lai lịch của bọn họ, chỉ sợ là sẽ có chút phiền phức. Nếu như để lộ ra ngoài, kế hoạch của họ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Khiến người ta bất ngờ chính là, thất tội yêu linh lại là mỉm cười nói, có điều, vậy thì liên quan gì đến ta chứ, ta chỉ là một khí linh thôi. Trừ ma quân đại nhân ra thì đâu có thứ gì đáng để ta quan tâm. Thất tội yêu linh mỉm cười, mặt nhật thần giáo là thứ gì chứ, có liên quan gì đến nàng đâu. Cho dù mặt nhật thần giáo hủy diệt, đối với nàng mà nói, cũng không có chút cảm giác nào. Nàng không thèm để ý, nhìn thấy vẻ mặt thất tội yêu linh, dưới mặt nạ quỷ bằng đồng, quân tiêu giao như có điều suy nghĩ. Theo lý thuyết, thất tội yêu linh đã từng là một người sống. Nếu như nói, thật sự đúng là ma quân cưỡng ép luyện hóa nàng thành khi linh ma kiếm, thì thất tội yêu linh hẳn là chỉ nên có hận ý mãnh liệt với ma quân mới đúng. Hay là nói, ma quân đã tiêu trừ hoàn toàn hận ý của thất tội yêu linh rồi. Sau đó, hắn thử thăm dò một chút, làm ra một động tác đó chính là tháo mặt nạ quỷ bằng đồng trên mặt mình xuống. Thất tội yêu linh nhìn một cái, lúc này sửng sốt. Ma quân đại nhân, thất tội yêu linh không nhịn được nghẹn ngào, cảm xúc dao động. Có điểm tương phản với dáng vẻ rừng dưng khi nãy. chương 2718, thất tội yêu linh, một bông hoa tương tự. Đông phương ngạo nguyệt cũng liếc mắt nhìn quân tiêu dao mắt lộ vẻ cổ quái. Ngoại hình của hắn thật sự giống ma quân như vậy sao? Chính bản thân quân tiêu dao cũng rất hoài nghi. Dù sao trước đó, ma phi khúc hồng loan kia cũng từng nhận nhầm hắn thành ma quân hắn giống như vậy sao không ngươi không phải thất tội yêu linh có chút thất thần lẩm bẩm nói tuy nói quân tiêu dao bất luận dung nhan hay là khí chất cùng nàng trong trí nhớ ma quân đều có chỗ tương tự nhưng từ đầu đến cuối không phải hắn có lẽ chỉ là một sự trùng hợp một sự ngẫu nhiên chỉ là một bông hoa tương tự rốt cuộc ngươi và ma quân có quan hệ như thế nào tại sao ngươi lại trở thành khí linh của ma kiếm thất tội Quân tiêu giao dò hỏi, trong lòng hắn cũng có một chút hiếu kỳ. Dù sao phản ứng của thất tội yêu linh với ma quân hình như cũng có khác biệt. Nàng thật sự chỉ đơn giản là khi linh ma kiếm thôi sao? Các người nguyện ý nghe một câu chuyện xưa không? Thất tội yêu linh yếu ớt nói, lúc trước, có một nữ tử, trời sinh đã mang một loại thể chất đặc biệt. Tên là thể thất tội, loại thể thất tội này chính là biểu tượng chẳng lành. Bất luận kẻ nào tới gần nàng, đều sẽ kéo lên đủ loại tội nghiệt trong nội tâm. Cho nên từ nhỏ nữ tử này đã phải chịu các loại vũ nhục, ước hiếp, đánh chửi. Cuối cùng, đi vào trốn phong nguyệt trở thành một đào kép sướng ca. Mà sau này nữ tử phát hiện, cứ cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một nam tử mang mặt nạ trên mặt lẳng lặng ngồi ở hàng cuối cùng, nghe nàng hát khúc. Hơn nữa nam tử này còn có ý nghĩa khác với các khách nhân khác trong lòng nàng. Vị nam tử mang mặt nạ kia dường như chỉ đơn thuần muốn nghe nàng hát khúc. Mỗi lần đều yên lặng ngồi ở đó, không nói một lời nhưng nữ tử có thể cảm nhận được, ánh mắt nam tử dưới mặt nạ rất sạch sẽ, rất bình thản. Dần ra, nữ tử trong lòng, nảy mầm ra một loại yêu thương. Khó có thể tưởng tượng, vậy mà nàng lại sinh lòng yêu thương một nam tử chưa hề nói một câu, thậm chí còn không biết dáng dấp ra sao. Nhưng về sau, một hoàng tử đại hoàng triều để mắt tới nữ tử, muốn dùng thể thất tội của nàng làm lô đỉnh để tu luyện một môn công pháp thần thông. Cho nên nàng bị trói đi nữ tử liều chết phản kháng, thậm chí không tiếc tự hủy hoại thân thể. Hoàng tử giận dữ, ngươi chẳng qua chỉ là một đào kép mà thôi, trong trắng cái gì chứ, còn không bằng trở thành lô đỉnh của ta, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng mà, nữ tử chỉ quật cường, tuy nàng là đào kép nhưng trong lòng cũng chỉ có một người. Sau đó, vị nam tử mặt nạ kia xuất hiện, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, một kiếm rơi xuống, toàn bộ hoàng triều nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhìn nam tử mặt nạ nữ tử mới biết được, thân phận của hắn lai lịch của hắn thực lực của hắn không tầm thường đến mức nào ta sẽ giúp ngươi tái tạo thân thể nam tử mặt nạ bình tĩnh nói nhưng mà nữ tử từ chối nàng biết lúc đầu dựa vào thân phận của nàng muốn có quan hệ với hắn đúng thật là lời nói vô căn cứ thậm chí ngay cả tư cách làm thị nữ nha hoàn của hắn nàng cũng không có cuối cùng nữ tử thỉnh cầu đem linh hồn của nàng hóa thành khí linh dung nhập vào trong kiếm của nam tử cứ như vậy Nàng liền có thể dùng một loại phương thức khác theo bên cạnh nam tử mặt nạ. Nam tử mặt nạ trầm mặt, cuối cùng gật đầu nhẹ. Đây chính là chuyện xưa của ta, thế nào, bình thường đến mức có hơi không thú vị phải không? Thất tội yêu linh mỉm cười, quân tiêu giao trầm mặc, sau khi Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe xong, cũng vô cùng bất ngờ. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng ma quân sử dụng thủ đoạn gì đó cưỡng ép luyện hóa vị cô nương này thành khí linh. Hiện tại xem ra, đây ngược lại lại là một đoạn chuyện xưa thê lương tiếc nuối thế nhân đều coi ma quân là biểu tượng của ác ma. Nhưng từ đoạn chuyện xưa này mà nói, ma quân thật sự là một ma vương tội ác tài trời sao. Đối với người nổi danh sánh với người sáng tạo tam giáo này, ma quân chưa từng gặp mặt, trong lòng quân tiêu giao thật sự có hơi hiếu kỳ. Tuy chuyện xưa của ngươi khiến người ta cảm khái, nhưng bây giờ, ma quân không phải đã. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, thủ đoạn của ma quân có thể đơn giản như vậy sao? Thất tội yêu linh nói, nghe nói như thế, quân tiêu giao và đông phương ngạo nguyệt nhìn nhau, trong mắt đều có phần tối tăm. Chẳng lẽ nói, ma quân phục bút, còn đơn giản như vậy. Bản nguyên ma quân chỉ là một trong những thủ đoạn của ma quân đại nhân mà thôi. Thất tội yêu linh nói, quả nhiên, quân tiêu giao cảm thán một chút, những đại lão vạn cổ này, ai nấy đều có thủ đoạn rất khôn khéo. Có điều không bàn ma quân còn có thủ đoạn cứu cánh nào nữa. Nhưng trước mắt thứ khiến quân tiêu giao để ý là ma kiếm thất tội. Vậy bản thể ma kiếm này, quân tiêu giao nói các ngươi đều đều là người mang bản nguyên ma quân bản nguyên đương nhiên có tư cách có được thất tội yêu linh nói tuy nàng biết một số bí mật của quân tiêu giao và đông phương ngạo nguyệt cũng biết bọn họ có mưu đồ với mặt nhật thần giáo nhưng thất tội yêu linh cũng không để ý nàng chỉ để ý ma quân không có hứng thú với mặt nhật thần giáo chớ nói chi là quân tiêu giao còn có chút tương tự với ma quân việc này càng khiến thất tội yêu linh có một loại cảm giác thân cận tự nhiên với quân tiêu giao Đa tả, quân tiêu giao tiến lên, tiến vào trong ao thất tội. Sau đó vươn tay, mò về phía ngực thất tội yêu linh. Đông phương ngạo nguyệt thấy cảnh này, không nói gì. Ngay sau đó tay quân tiêu giao đúng thật là trước tiếp xuyên qua thân thể mềm mại của thất tội yêu linh. Sau đó, cầm một vật, một thanh kiếm, được rút ra chậm rãi từ trong ngực thất tội yêu linh. Đây là một thanh kiếm đen nhánh, trên thân kiếm có khác đường vân màu đỏ tươi. Có cùng loại ma văn quỷ dị với trên người thất tội yêu linh chính là ma kiếm thất tội, chương 2719, sự chuẩn bị phía sau của ma quân. Quân tiêu giao có thể cảm nhận được, bên trong ma kiếm thất tội này có bao hàm sức mạnh vô biên. Lực thất tội trong đó thậm chí khiến hạt giống thất tội trong vũ trụ của quân tiêu giao cũng đều chấn động vù vù. Thất tội yêu linh cắn môi, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thân thể mềm mại của nàng biến thành một vầng sáng vô cùng sáng lạn, hòa vào nhau với ma kiếm thất tội. Quân tiêu giao có thể cảm nhận được uy thế ngập trời của thanh ma kiếm trong tay này, quả thực có thể cắt đứt thời không thiên hạ. Không hổ là tồn tại có thể sáng ngang với tiên khí thiên trương thánh quyển, chúng sinh Phật Đăng. Quan trọng nhất chính là, ma kiếm thất tội có lực công sát rất mạnh. Còn thêm ẩn chứa một luồng năng lực thất tội có khả năng khiến chúng sinh sa đọa. Có lẽ, trong chuyện này cũng có ảnh hưởng của thất tội yêu linh. Dù là quân tiêu giao cũng không nghĩ tới vậy mà hắn lại có thể thu phục ma kiếm thất tội dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất có lẽ còn là vì ngoại hình của ma quân và hắn rất giống nhau cho nên thất tội yêu linh mới động tư tâm. Bằng không, đổi lại là những người khác, cho dù cuối cùng có thể thu phục ma kiếm thất tội, quá trình hẳn là cũng sẽ không đơn giản như thế. Tiêu giao, chúc mừng, nhìn thấy quân tiêu giao thu phục ma kiếm thất tội, đông phương ngạo nguyệt mỉm cười. Không có chút tâm tư ham muốn nào, phải biết, đây chính là một món tiên khí uy năng vô biên đó. Nói một câu không dễ nghe, giá trị của nó đủ để khiến cho huynh đệ bất hòa, khiến người thân bằng hữu giết hại lẫn nhau trong giới tu luyện tàn khốc chuyện thù túc tương tàn ra tay đánh nhau vì một món thần binh chẳng qua chỉ là một chuyện quá bình thường nhưng là đối mặt với món tiên khí có thể khiến cả đại đế đều đỏ mắt này đông phương ngạo nguyệt lại không có chút tâm tư nào nàng đúng thật là muốn nắm giữ càng nhiều sức mạnh muốn trở nên càng mạnh hơn nhưng nếu như nàng vì mục tiêu này mà xung đột lẫn nhau với quân tiêu giao như vậy không hề nghi ngờ quân tiêu giao mới là vị thứ nhất ngạo nguyệt Ta cũng không có lòng tơ tưởng ma kiếm này, nàng là của ngươi. Có điều, ngược lại hiện tại chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu một chút. Quân tiêu giao mỉm cười, hắn thật sự không thiếu binh khí, có vạn vật mẫu khí đỉnh, có đại la kiếm thai. Còn có đấu thiên thần thích giành được từ chỗ đấu thiên chiến hoàng kia. Tuy ma kiếm thất tội này có uy năng vô tận, tạm thời mạnh hơn so với mọi binh khí của hắn. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, mặt nhật thần giáo sao có thể lại để cho một người không biết ngọn ngành mang ma kiếm đi. Đến cuối cùng hắn vẫn muốn giao ma kiếm thất tội cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng thật ra nói cho cùng thì giao cho ai cũng không đáng kể. Dù sao hắn và Đông Phương Ngạo Nguyệt đã không cần nói chuyện chia chắc như vậy. Ngay cả thân Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là của hắn huống chi là một thanh kiếm. Chuyện đó, được rồi, cảm động không cần nhiều lời. Đông Phương Ngạo Nguyệt đương nhiên biết quân tiêu giao che trở nàng nhiều cỡ nào. Sau đó, hai người cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu tìm tòi chốt cửa ma kiếm thất tội. Mà đây là đang ở trong vũ trụ của quân tiêu giao, hạt giống thất tội lại lần nữa rung động. Quân tiêu giao bất ngờ phát hiện, lực thất tội nồng đậm trong hồ kia đúng thật là bắt đầu bị hạt giống thất tội hấp thu. Quân tiêu giao không ngăn cản, để hạt giống thất tội tự hành hấp thu. Đồng thời, hắn và Đông Phương Ngạo Nguyệt cùng nhau tìm tòi ma kiếm thất tội. Trước đó, quân tiêu giao suy đoán bên trong bội kiếm của ma quân liệu sẽ có lực tín ngưỡng của mặt nhật thần giáo hay không, giống như là chúng sinh Phật Đăng của Đại Thiên Tự vậy. Nhưng sau một phen dò xét, bên trong ma kiếm thất tội cũng không có lực tín ngưỡng nhưng quân tiêu dao cũng không thất vọng bởi vì hắn và đông phương ngạo nguyệt phát hiện được manh mối càng quan trọng hơn trong ma kiếm thất tội thanh bội kiếm của ma quân này quả nhiên có lưu giữ một chút manh mối và phục bút của ma quân lúc đầu hẳn là chỉ có truyền nhân của ma quân mới có tư cách nhìn thấy nhưng quân tiêu dao và đông phương ngạo nguyệt đã xử lý mục lan ra và người sở hữu bản nguyên cho nên hiện tại bọn họ chính là truyền nhân của ma quân sau khi dò xét xong manh mối kia quân tiêu dao và đông phương ngạo nguyệt nhìn nhau cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương mạt pháp tiên chu trong miệng hai người đồng thời nói không sai ma quân còn có một phục bút hơn nữa còn là một phục bút kinh thiên chính là mạt pháp tiên chu căn cứ theo manh mối để lại trong ma kiếm thất tội mạt pháp tiên chu này mới là vật mà ma quân hao phí tâm huyết chế tạo ra mà mục đích của nó chính sau khi hắc họa giáng lâm giới hải tiến vào thời kỳ tàn lụi mạt pháp. Mạt pháp tiên chu sẽ chờ chúng sinh còn sót lại của giới hải vượt qua bỉ ngạn, siêu thoát ra khỏi thời đại mạt pháp này. Đây là một loại bút tích lớn cỡ nào chứ? Ngay cả quân tiêu giao cũng đều phải chật chật cảm thán. Hơn nữa căn cứ theo manh mối có hạn được lưu lại. Mà quân chứa đựng phần lớn lực tín ngưỡng của mặt nhật thần giáo vào mạt pháp tiên chu, là một trong những tài nguyên khởi động mạt pháp tiên chu. Ngoài ra, mạt pháp tiên chu còn dung nhập rất nhiều lực lượng bản nguyên thế giới. Bởi vì nội bộ mạt pháp tiên chu, bản thân nó đã là một thế giới rộng lớn. Thậm chí có thể coi nó là một thế giới di động. Đây là ý tưởng kinh người cỡ nào, quả thực giống như thuyền cứu nạn của Noe trong truyền thuyết. Dù là quân tiêu giao cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Vị ma quân này thật sự đúng là một vạn cổ hùng chủ, lại có loại suy nghĩ và sức mạnh to lớn kinh người cỡ này. Mà mạt pháp tiên chu này, nghĩ cũng không cần nghĩ. Tuyệt đối là một món trí bảo khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa đối với quân tiêu giao, giá trị của nó càng không thể nào đánh giá được. Không nói đến những thứ khác, bên trong mặt pháp tiên chu có khả năng chứa đựng lượng lớn lực tín ngưỡng. Đối với quân tiêu giao mà nói có sức hấp dẫn rất lớn. chương 2720, mặt pháp tiên chu. Lực tín ngưỡng mặt nhật thần giáo thu thập được tuyệt đối không ít hơn so với đại thiên tự. Cứ như vậy nếu như quân tiêu giao có thể có được mặt pháp tiên chu. Vậy thì tín ngưỡng thần linh pháp thân của hắn, chẳng những sẽ bổ túc lực lượng, thậm chí còn có thể tiến một bước lột xác. Tin tức này, quá kinh người, giá trị cũng quá lớn, thậm chí, trong mắt quân tiêu giao giá trị của ma kiếm thất tội có khả năng cũng không sánh nổi manh mối liên quan tới mặt pháp tiên chu này. Nhất định phải có được, không có chút gì do dự, quân tiêu giao đưa ra quyết định này một cách quyết đoán. Hắn nhất định phải có được mặt pháp tiên chu của ma quân. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là một cơ duyên to lớn. Thời điểm quân tiêu giao cũng tuyệt đối nghĩ không ra, mình lại có thể có được một manh mối như vậy, chuẩn bị phía sau mà ma quân lưu lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Vị ma quân này đúng thật là có hơi khiến người ta giật mình. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng hít sâu một hơi, chuyện những cường giả khác của giới hải nghĩ đến là phải đối phó hắc họa như thế nào. Mà ma quân, thật sự muốn chế tạo ra một mặt pháp tiên chu, vượt qua kỷ nguyên hắc họa. Không thể không nói, chuyện này người ta phải sợ hãi thán phục. Nhìn như vậy, ma quân là trùng phản diện sao? quả thực chính là một chúa cứu thế tinh khiết. Đương nhiên, có lẽ hắn có chút cố chấp, đường hắn đi không nhất định chính xác. Nhưng bất luận như thế nào, đều khiến người cảm thán. Dù sao cũng là đại lão một đời, sao lại có thể không có chút thủ đoạn được. Có điều bây giờ, hẳn là suy nghĩ, là mặt pháp tiên chu rốt cuộc ở đâu. Quân tiêu giao nói, bên trong ma kiếm thất tội tuy có manh mối liên quan đến mặt pháp tiên chu. Nhưng cũng không để lại vị trí của mặt pháp tiên chu. Mạt pháp tiên chu này nhất định không ở trong mạt pháp giới, nếu không thì đám người tà chủ và uyên hoàng đã sớm bắt đầu tranh nhau rồi. Dù sao có được mạt pháp tiên chu, trên cơ bản cũng sẽ có được bảo tàng lớn nhất còn sót lại của ma quân. Có lẽ tìm kiếm mạt pháp tiên chu, bản thân cũng là một loại khảo nghiệm đối với truyền nhân của ma quân. Đông Phương Ngạo Nguyệt suy tư nói, mưu lược và trí tuệ của nàng cũng không kém, chỉ một chút đã liên tưởng đến rất nhiều. Ừm, đúng thật là có khả năng này. Có lẽ bọn người tà chủ và uyên hoàng cũng biết được sự tồn tại của mặt pháp tiên chu nhưng bọn họ cũng không biết vị trí. Chuyện này thể hiện ma quân cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Tiếp theo, cuộc tranh đấu của mặt nhật thần giáo hẳn là vây quanh mặt pháp tiên chu. Quân tiêu giao nói, hắn và đông phương ngạo nguyệt đều có trí tuệ và mưu tính. Giờ phút này cùng nhau mưu đồ, quả thực chính là đôi phu thê mạnh nhất.